Y đạo quan đồ, trương nhất châm. Trương 571, mưa đúng lúc một. Trương Dương trong lòng chấn động, lập tức cảm thấy kinh hỉ nói không nên lời. Hà Trường An đã trở lại, thằng cha này thật sự có thể gọi là suốt quỷ nhập thần. Trước đó không có một chút dấu hiệu nào, nói về là về ngay. Trương Dương nói, Y đang ở đâu? Phó Trường Trinh nói, ông ta tới tìm anh, tôi nói anh phải một lúc nữa mới đến. Y liền dẫn trợ lý tới xem sân thể dục rồi, Phó Trường Trinh chỉ chỉ vào cánh cửa nhỏ đi thông tới sân thể dục, Hà Trường An chính là từ nơi này mà đi qua. Suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu Trương Dương chính là Hà Trường An cũng có hứng thú đối với khu đất sân thể dục này. Người này làm bất kỳ chuyện gì cũng có mục đích khá rõ ràng, nếu không có việc, trời lạnh như thế này y nhất định không chịu đi bộ tới sân thể dục, không có lợi thì không dậy sớm. Đây chính là nói về thương nhân, Trương Đại Quan Nhân không hề có ý khinh thị thương nhân, khi còn ở triều đại tùy thì còn có thể, nhưng hiện tại thì khác rồi. Địa vị của thương nhân thực sự đã làm giấy lên biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trương Dương cũng không về văn phòng, trực tiếp từ cửa nhỏ đi tới sân thể dục, đi không xa liền nhìn thấy bóng của Hà Trường An, bên cạnh y còn có một lái xe, hai người đang đang đứng trước cửa lớn của sân thể dục, chỉ chỉ trỏ trỏ gì đó. Trương Dương lặng lẽ đi tới, nghe thấy Hà Trường An nói, thật sự là biết đánh bản tính như ý. Hà Trường An nói xong câu này liền nhìn thấy Trương Dương, y bật cười, nụ cười rất ấm áp, sau khi trải qua phong ba ở Kinh Thành, giữa y và Trương Dương có chung một bí mật, bí mật này rất ấm áp, từ nay về sau đã gắn chặt y và Trương Dương như người thân, Hà Trường An đi tới, vươn tay ra. Trương Dương và Hà Trường An nhiệt tình nắm chặt tay nhau, nói chú Hà về lúc nào vậy, sao không gọi điện báo trước, cháu cũng may mà thật thà ở ủy ban thể dục thể thao đợi chú, Hà Trường An cười nói, "Người có thể khiến cậu thật thà ngồi đợi ở trong văn phòng vẫn chưa xin ra đâu." Trương Dương cũng không nhịn được mà bật cười, Hà Trường An hiểu mình rất rõ, hắn nhìn lướt qua sân thể dục rồi nói, "Chú Hà đối với sân thể dục hình như cảm thấy rất có hứng thú." Hà Trường An chỉ vào cửa lớn của sân thể dục, "Đi vào bên trong đi." Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hai người cùng nhau sóng vai đi vào sân thể dục sân thể dục cũ của thành phố Nam Tích hiện tại đã cũ nát không chịu nổi, bình thường hoạt động thể dục thể thao của Nam Tích cũng rất ít, khi không có thi đấu thì sân thể dục gần như bỏ hoang, trong sân thể dục lớn như vậy mà chỉ có hai người đang quét rác. Hà Trường An và Trương Dương chậm rãi bước trên đường băng, Hà Trường An nói, sang năm nơi này sẽ bỏ hoang à. Trương Dương nói, sau khi trung tâm thể dục mới xây xong, nơi này không còn tác dụng gì nữa, lúc trước tập đoàn Tinh Nguyệt nhìn chúng khu đất này, đề xuất dùng giá 500.000 mua lại khu đất bao gồm cả ủy ban thể dục thể thao ở bên trong làm điều kiện trao đổi, rồi bọn họ sẽ lập tức rót vốn vào cảng nước sâu. Trương Dương là cố ý nói cho Hà Trường An nghe, Hà Trường An cũng là một trong những nhà đầu tư chủ yếu của cảng nước sâu, có thể nói khốn cảnh tài chính trước mắt của cảng nước sâu cũng có quan hệ rất lớn với y. Hà Trường An nói, vừa rồi tôi cũng nói tới chuyện này, 500.000 để mua khu đất này, nhưng lại dùng phương thức khấu trừ trong lợi ích hoa hồng về sau để trả quả thực chẳng khác nào là cướp trắng. Chuyện tốt như vậy, không cần tinh nguyệt đến, tôi bỏ ra 8 ngàn vạn, khối đất này tôi cũng muốn. Trương Dương cười nói, chú Hà thật là có hảo khí phách, những lời này chú tốt nhất hãy nói với bí thư từ đi. Hà Trường An nói, tôi định ngày mai sẽ đi gặp y. Trương Dương nói, chú lần này trở về định làm gì, có chuẩn bị tiếp tục đầu tư vào cảng nước sâu không, hay là lại có tính toán gì khác? hà trường an nói cảng nước sâu là hạng mục tốt như vậy tôi không lý do nào lại không đầu tư nhưng tôi cũng không thể đem tất cả tiền của tôi dồn vào một chỗ được trương dương nói để lộ cho chú một tin tức tốt nhé bởi vì cảng nước sâu nam tích gặp phải vấn đề tài chính rất có thể sẽ áp dụng phương thức cùng nhau khai phá xây dựng với lam sơn nếu chuyện này có thể bàn xong nhà đầu tư các vị đối với nam tích mà nói sẽ không còn quan trọng nữa đâu hà trường an mỉm cười nói tôi đối với đầu tư luôn luôn nhìn rất thoáng chỉ cần trong tay có tiền không lo không có hạng mục tốt tôi lúc trước sở dĩ do dự trên vấn đề đầu tư cảng nước sâu không chỉ là vì tập đoàn tinh nguyệt mà là công trình cảng nước sâu quá lớn trận tuyến kéo quá dài trong thời gian ngắn hạn muốn thu hồi đầu tư căn bản là chuyện không thể tôi cần nhiều tiền như vậy làm gì tiền đối với tôi mà nói chỉ là một con số những năm nay tôi liều mạng kiếm tiền tiền kiếm được liền bỏ ra mua đồ cổ siêu tập những chuyện khác tôi đều không nghĩ đến Tôi thậm chí còn không biết tiền của mình về sau sẽ để lại cho ai." Trương Dương cười nói, "Hiện tại thì biết rồi chứ. Hà Trường An trước đây là chỉ cô đơn một mình, hiện tại y có con gái, có cháu ngoại, nhân sinh quan của y tất nhiên bởi vậy mà thay đổi." Hà Trường An gật đầu, không nói gì, khóe môi lại lộ ra nụ cười hiểu ý. Trương Dương nói, "Tối nay để cháu làm chủ nhé." Hà Trường An dừng chân lại nói, "Khu đất này thật sự rất không tồi, tôi rất có hứng thú với nó." trương dương nói kiều bằng cử cũng rất có hứng thú hà trường an nghe thấy tên của kiều bằng cử thì không khỏi bật cười tốt lắm tôi sẽ hợp tác cùng hắn trương dương nói chú hà gần đây cũng có hứng thú với hợp tác đầu tư hà hà trường an nói lớn tuổi rồi không có nhiều tinh lực đẻ quản nhiều chuyện như vậy gặp hạng mục thích hợp tôi xuất tiền để người trẻ tuổi xuất lực cho dù kiếm ít một chút nhưng tôi có thể thanh nhàn tự tại Trương Dương cười nói, tâm tính của chú Hà hiện tại thật sự là khiến cho người ta hâm mộ. Hà Trường An ý vị thâm trường nhìn Trương Dương nói, không có cậu, tôi làm sao có được tâm tính như vậy. Hai người đồng thời bật cười. Sau khi dạo một vòng ở sân thể dục, Hà Trường An đi theo Trương Dương vào văn phòng của hắn uống trà, đóng cửa phòng lại, Hà Trường An đưa một hộp gỗ nhỏ cho Trương Dương. Trương Dương có chút kinh ngạc nói, cái gì vậy? Hà Trường An tỏ ý bảo hắn tự mình mở ra xem. Trương Dương mở hộp gỗ ra, thấy bên trong là một vật trang sức đầu sư tử bằng vàng ròng được chạm trổ tinh mỹ, giá trị của bản thân vàng ròng đã không cần phải nói, hai mắt của sư tử còn được khảm hai viên kim cương đỏ. Trương Dương tuy rằng không có nghiên cứu gì đối với châu báu, nhưng cũng biết giá trị của thứ này không nhỏ, vội vàng xua tay nói, vô công bất thụ lộc, cháu không dám nhận đồ quý giá như vậy đâu." Hà Trường An cười nói, "Đây là tiểu hoan tặng cho cậu, tôi dẫn bọn họ tới châu phi, ở mỏ vàng của tôi." Tiểu Hoan cũng theo họ học đãi vàng, nói muốn tự mình đào vàng làm bùa hộ thân cho cậu. Tôi đã bảo thợ kim hoàn nổi danh của Nam Phi khắc vàng mà Tiểu Hoan đào được thành đầu sư tử, Tiểu Hoan còn ở mặt trên khắc tên của cậu và nó đấy. Trương Dương cầm đầu sư tử lên xem, lật lại, quả nhiên nhìn thấy chữ nhỏ ở mặt sau, con trai Tần Hoan, cha Trương Dương. Trương Đại Quan Nhân trong lòng kích động vô cùng, mình tự dưng có một thằng con trai nuôi, mới lớn có chừng đó mà đã biết hiếu kính với cha rồi hà trường an mỉm cười nói nhìn thấy cảm tình của nó đối với cậu sâu đậm như vậy tôi cũng phải cảm thấy hâm mộ trương dương nói hiện tại bọn họ có khỏe không hà trường an gật đầu nói tôi đã làm cho bọn họ thân phận hoàn toàn mới tiểu hoan đã nhập học rồi nếu không phải vì để tránh tần gia trả thù tôi đã sớm gọi gọi bọn họ trở về trương dương nói rời khỏi cũng tốt ít nhất cuộc sống của hai mẹ con họ cũng sẽ không bị những người khác quấy dày Hà Trường An nói, tôi nợ manh manh thật sự nhiều lắm, về sau tôi sẽ cố gắng bồi thường cho nó, hy vọng có thể mang đến hạnh phúc cho nó, không để nó bị thương tổn gì nữa. Trương Dương đeo vật trang sức lên cổ, quả thật là có chút phân lược, Hà Trường An xem ra dựa vào mỏ vàng Nam Phi mà phát tài rồi. Hà Trường An nói, chuyện càng nước sâu, tôi muốn nói chuyện với thị trưởng cung. Trương Dương gật đầu nói, tối nay tôi sẽ hẹn y ra. Cung kỳ vĩ nghe nói Hà Trường An đã trở lại, rất khoái trá nhận lời mời của Trương Dương, y cũng muốn bàn chuyện với nhà đầu tư chủ yếu của cảng nước sâu này. Tối hôm đó chỉ có Cung Kỳ Vĩ, Hà Trường An, Trương Dương ba người, Hà Trường An trước đây tiếp xúc rất ít với Cung Kỳ Vĩ, hiểu biết về người này không nhiều lắm, nhưng từ tình huống mà lần này y trở về nhìn thấy, cùng với những gì mà Trương Dương đã nói với y, Hà Trường An đã bước đầu đưa ra phán đoán, Cung Kỳ Vĩ là do bí thư tỉnh ủy Kiều Trấn Lương bồi dưỡng mà trương dương chỉ sắm vai tác dụng nước cờ đầu ở nam tích cục diện chính trị của nam tích sẽ thay đổi hà trường an tuy rằng nói rất bình thản nhưng bản tính thương nhân của y sẽ không dễ dàng thay đổi khi người được cơ hội sao có thể dễ dàng buông tha trong mắt hà trường an thương trường và chính trị trung quốc tương liên chặt chẽ thường thường khi chính trị thay đổi cũng ẩn chứa thương cơ cực lớn y lần này trở về cũng không phải vì ôn lại chuyện xưa với trương dương y làm sao có thể bỏ qua miếng bánh ngọt cực lớn cảng nước sâu này chương 571, mưa đúng lúc 2. Sau khi cung kỳ vĩ và Hà Trường An ngồi xuống, Trương Dương cười nói, mọi người sớm đã quen nhau rồi, cho nên không cần tôi phải giới thiệu nữa. Hà Trường An mỉm cười nói, tôi quen thị trưởng cung đã lâu rồi, có điều ngồi cùng nhau ăn cơm vẫn là lần đầu tiên. Cung kỳ vĩ cười nói, khi đó tôi phân quản thể dục thể thao, chỉ là Hà Tiên Sinh không có hứng thú gì đối với thể dục thể thao, cho nên chúng ta vẫn chưa có, có cơ hội trao đổi. Hà Trường An nói, hiện tại thị trường cung chủ quản công trình cảng nước sâu, sau này cơ hội trao đổi của chúng ta nhất định sẽ rất nhiều, là nhà đầu tư của cảng nước sâu, tôi đối với việc thị trường cung trưởng quản đại cục cảng nước sâu hoan nghênh cả hai tay. Cung Kỳ Vĩ nói, những lời này của Hà Tiên Sinh khiến tôi rất ấm lòng, công tác về sau còn cần Hà Tiên Sinh ủng hộ nhiều hơn. Hà Trường An nói, tôi sẽ ủng hộ toàn lực, chủ nhiệm trương là bạn vong niên, lão bằng hữu của tôi, Vừa rồi cậu ấy nhắc tới với tôi là cảng nước sâu gặp phải khó khăn, tôi cân nhắc một chút, tôi quyết định đầu tư thêm vào cảng nước sâu, 2 triệu đã đáp ứng trước đây cho tài chính kỳ 2 cuối tuần nhất định sẽ tới. Cung Kỳ Vĩ nghe thấy Hà Trường An nói như vậy, thật sự là vừa kinh ngạc lại vừa vui mừng, Trương Dương ngây ra, mình cũng không tìm Hà Trường An đòi tiền, không ngờ tiệc tối vừa mới bắt đầu, Hà Trường An đã chủ động biểu thị sẽ gửi khoản đầu tư vào tới khoản, còn nói là nguyên nhân ở mình ở ngoài mặt chính là bán cho mình một mối nhân tình. Trương Dương đương nhiên hiểu rõ, mặt mũi của mình còn chưa lớn tới mức này, chỉ nói một câu đã khiến Hà Trường An ngoan ngoãn nôn 2 triệu ra. Hà Trường An có thể trở thành nhân vật phong vân trên thương trường cũng không phải là ngẫu nhiên, người ta khẳng định là nhìn thấy tiền cảnh tiềm tàng càng nước sâu, bằng không sẽ không đầu tư thống khoái như vậy. Cung kỳ vĩ mỉm cười nói, Hà Tiên Sinh quả nhiên là người thống khoái, thật không dám giấu, cảng nước sâu quả thực gặp một số khó khăn trên tài chính. Hà Trường An nói, thị trường cung cứ nói thẳng với tôi, chỉ cần Hà Mỗ có thể làm được, nhất định sẽ làm hết sức. Trương Dương chen vào một câu rất đúng lúc, cái đó. Hà Tiên Sinh, ngày đầu nhập tài chính chắc sẽ không có thêm điều kiện phụ gì chứ. Hà Trường An cười ha ha, nói, lúc trước tôi bởi vì phải xử lý chuyện mỏ vàng ở nước ngoài cho nên chỉ hoãn kế hoạch đầu tư cảng nước sâu. Đối với điều này tôi thực sự cảm thấy áy náy, cho nên sau khi xử lý chuyện mỏ vàng xong, lập tức trở lại ngay. Nói một câu thật lòng, nếu không phải coi trọng cảng nước sâu, tôi lúc trước cũng sẽ không lựa chọn đầu tư vào cảng nước sâu Nam Tích. Các vị cũng biết đấy, tôi trong khoảng thời gian này luôn luôn dây dứt chuyện cảng nước sâu, sợ tài chính của tôi làm ảnh hưởng tới tiến độ của cảng nước sâu. Nói ra xin hai người đừng cười, tôi thực sự là sợ bị Nam Tích đá ra khỏi cuộc, về sau không còn có phần tham dự xây dựng cảng nước sâu nữa. Hai người đồng thanh bật cười, Cung Kỳ Vĩ đương nhiên sẽ không tin lời nói của Hà Trường An là thật, trong khoảng thời gian này Hà Trường An mất tích không thấy tâm hơi, chính phủ thành phố Nam Tích nghĩ hết mọi biện pháp để liên lạc với Y, nhưng lại không thể liên hệ được, chuyện quá khứ dù sao cũng đã trôi qua, hiện tại Y chẳng những trở về, hơn nữa còn thống khoái đáp ứng đầu tư, điều này đối với cảng nước sâu đang lâm vào khốn cảnh mà nói, đối với Cung Kỳ Vĩ đang hết đường xoay sở mà nói là một chuyện tốt. Hà Trường An còn có việc, vào lúc 8 giờ liền đứng dậy cáo từ, Trương Dương và Cung Kỳ Vĩ cùng nhau tiến y ra ngoài cửa, nhìn chiếc xe Bentley đó của Hà Trường An biến mất trong bóng tối, Trương Dương cười nói: "Thị trưởng Cung, hai triệu này của Hà tiên sinh ít nhất có thể giải quyết cái nguy trước mắt." Cung Kỳ Vĩ cười nói: "Trong thiên hạ không chuyện tốt từ trên trời rơi xuống, chỉ có cùng chung lợi ích." Sự có mặt kịp thời của Hà Trường An giúp Cung Kỳ Vĩ có được cơ hội để hít thở, cũng giúp khó khăn tài chính của cảng nước sâu tạm thời được giải quyết nhưng sự có mặt của y lại khiến phía tập đoàn tinh nguyệt trở tay không kịp hà trường an khởi động lại kế hoạch đầu tư chẳng khác nào là hủy đi sân khấu của bọn họ đã có hai triệu của hà trường an thành phố nam tích càng không thể đem khu đất sân thể dục nhượng lại cho tập đoàn tinh nguyệt bí thư thị ủy từ quang nhiên nhìn thấy vấn đề cảng nước sâu đã được tạm thời giải quyết cũng cảm thấy vui mừng có điều y cho rằng chuyện này không có bất kỳ liên quan nào với cung kỳ vĩ đầu tư của hà trường an lúc trước đã được ký kết nếu thêm một đoạn thời gian nữa vấn đề tài chính vẫn chưa được giải quyết, như vậy y sẽ truy cứu trách nhiệm của cung kỳ vĩ, cho nên từ quang nhiên cho rằng cung kỳ vĩ là người tốt số, y mới là người nhận được lợi ích nhất vì Hà Trường An khởi động lại kế hoạch đầu tư. Các thường ủy cũng đều bởi vì vấn đề cảng nước sâu được hóa giải mà vui mừng không thôi. Thị trường Hạ Bá Đạt nói, Hà Trường An lần này sắm vai nhân vật gây mưa đúng lúc, có khoản đầu tư này, vấn đề của cảng nước sâu cuối cùng cũng được làm dịu đi. Bí thư thị ủy Từ Quang Nhiên nói: "Bá đạt, hai chữ dịu đi này của anh dùng thật sự là rất chính xác, có thể nhìn ra mọi người đều rất cao hứng, nhưng tôi muốn nhắc nhở chư vị, vấn đề của cảng nước sâu không hề được giải quyết từ trên căn bản, hai triệu đối với công trình lớn như cảng nước sâu mà nói chỉ là một bộ phận rất nhỏ. Tôi cũng rất thật cao hứng, dù sao hai triệu này được rót vào cũng chỉ giúp cho chúng ta có được chút thời gian, điều này đối với chúng ta mà nói là một cơ hội tốt." chúng ta phải lợi dụng trong khoảng thời gian này hoàn toàn tiêu trừ tai họa ngầm đang tồn. Tại của cảng nước sâu, hoàn toàn giải quyết vấn đề tài chính đang làm khốn nhiễu cảng nước sâu. Bộ trưởng tổ chức Hà Anh Bồi nói, bí thư từ, vấn đề luôn không ngừng phát triển biến hóa, giải quyết hoàn toàn cũng không dễ dàng đâu. Từ Quang Nhiên nói, khó khăn là luôn có, chúng ta phải vượt qua từng cái một, cho nên mới nói, chủ nghĩa bi quan không thể theo, lạc quan mù quáng cũng không thể. Sự cố gắng của chúng ta, sự trả giá của chúng ta khẳng định là sẽ được hồi báo, tuyệt đối sẽ không lãng phí. Phó thị trường thường vụ Trần Hạo trong lòng rất chua sót, gã phát giác cung kỳ vĩ so với mình thì tốt số hơn nhiều, vừa mới lên đài thì Hà Trường An đã trở lại, chẳng những vậy vừa trở lại đã thống khoái khoái đầu nhập 2 triệu, lúc mình còn phụ trách cảng nước sâu sao y không trở lại. Đúng là tức chết người ta mà. Bí thư ủy ban kỷ luật Lý Bồi Nguyên nói, tất cả thương nhân đều là không có lợi thì không dậy sớm, sự đầu tư của hà trường an đã chứng minh hạng mục cảng nước sâu rất có tương lai y nhìn thấy tiền cảnh tốt đẹp của cảng nước sâu tập đoàn tinh nguyệt cũng xem trọng cảng nước sâu nếu không bọn họ vì sao không rút đầu tư tôi đã nói rồi đối với những nhà đầu tư này không thể khách khí được tinh nguyệt không phải ra điều kiện ư chúng ta căn bản không cần để ý tới bọn họ bọn họ không đầu tư tự nhiên có người đầu tư theo sự không ngừng xây dựng của cảng nước sâu sẽ có càng ngày càng nhiều thương nhân nhận thức được tiền đồ của cảng nước sâu nhận thức được trong đây ẩn chứa hiệu quả và lợi ích cực lớn, cho tới lúc đó tiền của bọn họ chúng ta còn chẳng thèm dùng ý chứ. Lời nói của Lý Bồi Nguyên cũng khơi dậy oán niệm lâu ngày của các thường ủy đối với tập đoàn Tinh Nguyệt, cả đám đều tỏ ý hành vi áp chế chính phủ của Tinh Nguyệt không đáng được tha thứ, nhất định phải cho bọn họ một bài học. Từ Quang Nhiên cười cười làm động tác hạ xuống, ý bảo mọi người phải bình tĩnh, Từ Quang Nhiên nói, hòa khí phát tài, mục đích của chúng ta là vì sớm ngày xây xong cảng nước sâu, chứ không phải là để chút giận với ai. Tập đoàn Tinh Nguyệt cũng đã nhắc nhở chúng ta, khi chúng ta đối đãi với ngoại thương nhất định phải nắm chắc quyền chủ động. Trước khác nay khác, tâm tình của Từ Quang Nhiên lúc này rõ ràng là tốt hơn nhiều. Hạ bá đạt trong lòng thầm cười lạnh, nói đông cũng là anh, nói tây cũng là anh, Từ Quang Nhiên à Từ Quang Nhiên, anh lật mặt cũng nhanh thật, ở sâu trong nội tâm hạ bá đạt tràn ngập thất vọng, sự xuất hiện của Hà Trường An khiến mâu thuẫn vốn nên kích hóa lại dịu đi nhiều, đây cũng không phải là điều mà y muốn thấy. Từ Quang Nhiên tựa hồ không muốn tiếp tục nói chuyện cảng nước sâu nữa, liền chuyển đề tài sang chủ bị vận hội tỉnh, ánh mắt hướng sang Trần Hạo nói công tác chuẩn bị của thế nào rồi. Trần Hạo rõ ràng ngây ra một thoáng, thị lý tuy rằng bảo gã phân quản công tác thể dục thể thao, nhưng trong khoảng thời gian này Trần Hạo bởi vì chuyện của cảng nước sâu mà tâm tình buồn bực không thôi, căn bản hỏi đến chuyện bên kia, Từ Quang Nhiên vừa hỏi khiến cho gã tắc tỵ. Trần Hạo nói, đang tiến hành rất thuận lợi. Những lời này nói kiểu cho có. Có điều ai cũng nghe ra trong những lời này của gã có thành phần nói cho có lệ, từ quang nhiên cũng không tiếp tục hỏi nữa, y cảm thấy được Trần Hạo vẫn chưa khôi phục trở lại, chuyện cảng nước sâu đối với gã là một đả kích rất lớn. Hạ Bá Đạt nói, Chủ nhật tuần này sẽ tổ chức một trận bóng đá ngôi sao, biểu thị vận hội tỉnh khởi động toàn diện. Chủ nhiệm cư của Ủy ban Thể dục Thể thao tỉnh sẽ tự mình tới hiện trường phát bóng, chúng ta đã nhận được thư mời của Ủy ban Thể dục Thể thao. Từ Quang Nhiên cười nói, chủ nhiệm cử phát bóng thì có nghĩa là vận hội tỉnh lần thứ 12 của chúng ta chính thức bắt đầu khởi động. Y nói với Trần Hảo, Trần Hạo, trách nhiệm của anh là càng lúc càng nặng đó. chương 571, mưa đúng lúc 3. Trần Hạo cười cười, rất xấu hổ, Y cũng biết Từ Quang Nhiên là có hảo ý, là đang cố ý cường điệu tính trọng yếu của gã, đang giúp cho gã, nhưng bất kể là có cường điệu đến thế nào, tính trọng yếu của vận hội tỉnh không thể so sánh được càng nước sâu. Từ quang nhiên nhìn thấy biểu hiện của Trần Hạo lúc này, trong lòng không khỏi thầm cảm thán, cầm lên được thì cũng phải bỏ xuống được, đó là tố chất cơ bản nhất mà một cán bộ quốc gia nên có, Trần Hạo ở phương diện này rõ ràng là còn thiếu hiểu. Mỗi lần vào những lúc như thế này, từ quang nhiên bất giác lại nhớ tới thường lăng không, nếu thường lăng không không tới Lam Sơn, có lẽ là một cảnh tượng khác rồi. Hiện thực dù sao cũng là hiện thực, bên trong ban lãnh đạo Nam Tích hiện giờ sóng ngầm bắt đầu khởi động, tâm tính của rất nhiều người đều nảy sinh biến hóa, từ quang nhiên vẫn luôn cảnh giác thị trường hạ bá đạt, nhưng hiện tại y phát hiện người thật sự uy hiếp mình không phải là hạ bá đạt mà là bí thư tỉnh ủy Kiều Trấn Lương. Trong chuyện bổ nhiệm cung kỳ vĩ, Kiều Trấn Lương đã bắt đầu chủ động can thiệp, đây tuyệt đối không phải là một dấu hiệu tốt, chứng tỏ Kiều Trấn Lương không hài lòng đối với năng lực lãnh đạo của y, từ Quang Nhiên bởi vậy mà trở nên cẩn thận hơn nhiều, y đã chuẩn bị tốt để ứng đối với nguy cơ chính trị. Sau khi chấm dứt cuộc họp thường ủy sau khi chấm dứt, Từ Quang Nhiên và Hạ Bá Đạt đi cùng nhau, Hạ Bá Đạt cười nói: "Bí thư Từ, trận đấu bóng đá ngôi sao cuối tuần này ngài có đến xem không?" Từ Quang Nhiên lắc đầu nói: "Vốn cũng muốn đi, nhưng lại đúng vào ngày sinh nhật cháu ngoại tôi, đã đáp ứng đưa nó đi công viên rồi." Hạ Bá Đạt nói: "Hay là dẫn cả đứa bé tới xem bóng đá đi?" từ quang nhiên cười nói sức hấp dẫn của công viên đối với trẻ con vẫn lớn hơn nhiều chúng ta làm lãnh đạo không thể nói mà không giữ lời phải không hạ bá đạt bật cười ha ha từ quang nhiên nói anh đi đi chủ nhiệm cử tới phía nam tích chúng ta cũng nên chiêu đãi long trọng một chút trăm ngàn lần đừng để cho người ta cảm thấy không vừa ý hạ bá đạt gật đầu nói công tác chiêu đãi cụ thể có trần hạo lo rồi hai người nói chuyện thì có vẻ khách khí nhưng ở Tổng lòng không ai coi người kia ra gì. Phó thị trưởng thường vụ Trần Hạo cũng là sau cuộc họp thường ủy lần này mới ý thức được công tác chủ yếu của mình đã biến thành thể dục thể thao, mình hiện tại phải đối mặt với vận hội tỉnh sắp triển khai, làm lãnh đạo tuy rằng phong quang nhưng trách nhiệm gánh vác trên vai cũng không phải ít, quay về văn phòng, gã gọi điện thoại cho Trương Dương, bảo Trương Dương đến văn phòng của mình một chuyến. Trương Dương tuy rằng có chút phản cảm đối với Trần Hạo, nhưng người ta hiện tại dù sao cũng là lãnh đạo phân quản của mình, công phu ngoài mặt vẫn phải làm, sau khi nhận được điện thoại, hắn lập tức đến thị chính phủ. Thái độ lần này của Trần Hạo đối với Trương Dương ít nhiều cũng hòa ái hơn, "Trương tới rồi à, mau ngồi đi." Trương đại quan nhân có chút được yêu quá mà sợ, "Nói thị trưởng Trần tìm tôi có gì phân phó?" Trần Hạo cười nói, "Không có chuyện gì quan trọng cả, chỉ là muốn tùy tiện tâm sự với cậu thôi, thị lý bảo tôi phụ trách công tác thể dục thể thao." Tôi đương nhiên phải tìm chủ nhiệm ủy ban thể dục thể thao là cậu để tìm hiểu tình huống một chút rồi." Trương Dương nói, thị trưởng Trần muốn tìm hiểu những phương diện nào? Trần Hạo nói, công tác chuẩn bị vận hội tỉnh ra sao rồi? Trương Dương nói, xây dựng trung tâm thể dục mới đã đang tiến hành, trước mắt đa số hạng mục được tiến hành đều là nợ tiền, dựa theo hợp đồng quy định, có một số khoản công trình chúng ta sau khi trung tâm thể dục thể thao xây xong sẽ phải trả trần hạo nghe thấy hắn vừa mở miệng đã chuẩn bị đòi tiền vội vàng ngắt lời hắn trước không nói đến chuyện tiền cậu thấy trung tâm thể dục mới có thể hoàn công trong thời gian quy định không trương dương trả lời một cách rất khẳng định có thể nhưng hiện tại phải nghĩ biện pháp kiếm tiền đã trần hạo nhíu mày gã rất không thích cái cách nói chuyện này của trương dương rất trắng trợn kiếm tiền ư cho rằng là đang làm ăn buôn bán à một cán bộ quốc gia sao lại nói những lời không có tiêu chuẩn như vậy Gã bỗng nhiên nhớ tới Trương Dương hiện tại đã là chính ban. Trần Hạo nói, tiền tài không phải là vạn năng, tuy rằng rất quan trọng, nhưng trong tổ chức vận hội tỉnh, tiền tài chỉ có thể chiếm vị trí vị thứ hai, quan trọng nhất là thông qua tổ chức vận hội tỉnh lần này để cao lực ngưng tụ của người dân, tăng cường cảm giác tự hào của nhân dân Nam Tích, thậm chí là toàn bộ Bình Hải, đề cao tinh thần chủ nghĩa yêu nước của mọi người. Trương Dương nói, thị trưởng Trần, lời này của ngài tôi không đồng ý, không có tiền sao có thể xây dựng được trung tâm thể dục mới? Không có tiền, chúng ta lấy cái gì thưởng cho vận động viện, lấy tiền đâu mà trả lương cho huấn luyện viên? Trần Hạo nói, tôi cũng không phải là nói không có tiền thì vẫn có thể khởi động được vận hội tỉnh, tôi nói là anh phải hiểu cái gì mới là quan trọng nhất. Trương Dương cười nói, tôi chỉ biết là hiện tại quan trọng nhất chính là tiền, không có cơ sở kinh tế thì tất cả chỉ là nói suông. Trần Hạo tuy rằng cũng cho rằng Trương Dương nói có chút đạo lý, nhưng gã không quen với cách ăn nói của thằng ôn này quá nông cạn trần hạo nói tài chính của thị lý rất khẩn trương cậu cũng không phải là không biết trương dương nói cho nên tôi không định tìm thị lý đòi tiền trần hạo cũng đã có chút hiểu biết về thủ pháp mà trương dương quen dùng cậu không phải đã bán đấu giá quyền rước đuốc rồi ư trương dương nói vẫn chưa tới nước đó bán đấu giá không phải là giả có điều cái mà tôi muốn bán đấu giá không phải là quyền rước đuốc mà là Nói tới đây thằng Ôn này cố ý thở hắt ra. Trần Hạo bị hắn khiến cho hiếu kỳ, cậu muốn bán đấu giá cái gì? Đất, khối đất của sân thể dục và ủy ban thể dục thể thao. Trần Hạo mở to hai mắt, nói, sao cơ? Gã bất kể là như thế nào cũng không ngờ rằng Trương Dương lại có chú ý với khối đất này. Trương Dương nói, thị trường Trần, lúc trước tập đoàn Tinh Nguyệt muốn ép thị lý bán khối đất đó của chúng tôi cho họ, trong lòng tôi rất khó chịu, nhưng cấp bậc của tôi bày ra đó trong chuyện này tôi không có quyền lên tiếng. Hiện tại Hà Trường An đã trở lại, vấn đề tài chính của cảng nước sâu đã được làm dịu, thị lý cũng không cần phải đáp ứng điều kiện của tập đoàn tinh nguyệt nữa. Khu đất này vốn là của Ủy ban Thể dục Thể thao chúng tôi, tôi nghĩ Ủy ban Thể dục Thể thao nên có quyền chủ trì bán đấu giá. Tài chính nhất định có được từ bán đấu giá sẽ dùng cho sự nghiệp thể dục thể thao của thành phố Nam Tích, thị trường Trần, lý do này có đủ đường hoàng hay không? Trần Hạo cử tuyệt một cách chảm đinh tiệt thiết, không được đất là của quốc gia, còn sử dụng như thế nào thì do thị lý thống nhất, không thể để anh muốn làm gì thì làm. Trương Dương nói, thị trưởng Trần, nếu Hà Trường An không trở lại, khu đất này sẽ bị bán cho tập đoàn Tinh Nguyệt một cách không minh bạch, thống nhất quy hoạch gì chứ, quy hoạch cũng là để phục vụ cho sự phát triển của thành phố Nam Tích, nếu có thể bán đấu giá công khai khu đất này, một bộ phận tiền kiếm được chúng tôi sẽ nộp lên trên thị lý, một bộ phận dùng cho tổ chức vận hội tỉnh, khó khăn không phải sẽ được giải quyết ư, Ngài được phân quản công tác thể dục thể thao, ngài phải ra mặt cho chúng tôi, làm chủ cho chúng tôi." Trần Hạo nói Trương, "Cậu không hiểu ư? Hiện tại khu đất sân thể dục này rất mẫn cảm, thị lý khó khăn lắm mới lật được một trang, cậu đề xuất vào những lúc như thế này là không thích hợp đâu." Trương Dương nói, "Có gì mà không thích hợp? Cho dù tôi không đề cập tới, tự nhiên cũng sẽ có người nói." Tinh Nguyệt thèm muốn khu đất này, tìm mọi cách để chiếm được nó, theo tin tức mà tôi có được, hiện tại còn có người khác cảm thấy hứng thú với khu đất này, nguyện ý bỏ ra 8.000 vạn. Khu đất này của sân thể dục cũ và ủy ban thể dục thể thao được thay đổi mục đích sử dụng đã là xu thế tất yếu. Đã như vậy thì dứt khoát bán đấu giá công khai đi, có một số việc là không thể tránh được, sớm muộn gì cũng phải đối mặt. Thị trường Trần, tôi đã nói hết với ông rồi, xây dựng trung tâm thể dục mới, triển khai vận hội tỉnh, tài chính thiếu hụt rất lớn, tôi hiện tại vứt bỏ hết cả sĩ diện, đi khắp nơi cầu tài trợ, nhưng chẳng có ai lại tự dưng dâng tiền lên cho chúng ta, lấy ví dụ là trung tâm thể dục mới, khoản công trình khẳng định sẽ phải trả cho người ta, khoản tiền tiền kỳ cũng không thể đảm bảo có thể đủ để xây hết trung tâm thể dục mới, chúng ta hiện tại không mau kiếm tiền, một khi đợi dùng hết tiền rồi, sẽ phải đối diện với đình công. Tới lúc đó ngày khai mạc vận hội tỉnh kề cận, kỳ hạn công trình lại bị kéo dài, thị lý không truy cứu trách nhiệm của tôi mới là lạ, tôi xui xẻo thì tôi chịu, nhưng tôi không muốn làm liên lụy tới ngài. Trương đại quan nhân rõ ràng là đang là ám chỉ Trần Hạo, nếu công trình xảy ra vấn đề, tôi phải gánh vác trách nhiệm, nhưng anh con mẹ nó cũng đừng hòng trốn tránh. Mọi người đều là châu chấu xuyên trên cùng một sợi dây, tôi chạy không được mà anh cũng chẳng thoát, anh không đồng tâm hiệp lực với tôi ư. Hiện tại đã lên thuyền tặc rồi, có muốn chạy cũng không có cửa đâu. chương 572, đối mặt với hiện thực một. Trần Hạo nghe xong những lời này, không khỏi trầm mặc, Thị Lý giao công tác thể dục thể thao cho gã phụ trách, gã mãi vẫn không sao nhập vai được. Mục đích hôm nay gọi Trương Dương tới đây cũng để tìm hiểu tình huống, nhưng nghe Trương Dương nói xong, gã bắt đầu ý thức được, công tác thể dục thể thao cũng không phải dễ làm. Cách thời gian tổ chức vận hội tỉnh cũng chỉ còn 10 tháng, hiện tại trung tâm thể dục mới vẫn chưa xây xong, tài chính của thị Lý dành cho phương diện thể dục thể thao gã cũng nắm rõ. Ít đến đáng thương, chỉ có một số tiền mà đều dùng ở xây dựng sân thể dục hết rồi từ quang lợi bởi vì bối cảnh của bản thân mà từ thị lý cầm đi không ít tiền, tuy rằng gã đối với Trương Dương luôn có thành kiến, nhưng có một điểm gã không thể không thừa nhận, sau khi Trương Dương tới ủy ban thể dục thể thao, công tác của ủy ban thể dục thể thao quả thực rất hiệu quả, tốc độ xây dựng của trung tâm thể dục mới rõ ràng nhanh hơn, tập đoàn phong dụ của Lương Thành Long gia nhập đều là nhờ năng lực cá nhân của Trương Dương. Trương Dương tuyệt đối không phải là bắn tiếng đe dọa, nếu trên tài chính lại xuất hiện vấn đề Trung tâm thể dục mới khẳng định sẽ có khả năng lại một lần nữa đình công. Gã đã bị đá ra ngoài cuộc trong xây dựng cảng nước sâu, trong mắt người ngoài công tác thể dục thể thao còn lâu mới quan trọng bằng công trình cảng nước sâu, mà nếu ngay cả chuyện này gã cũng làm không tốt, thị lý, thậm chí tỉnh lý khẳng định sẽ cho rằng gã vô năng, vị trí phó thị trưởng thường vụ của gã rất có thể sẽ gặp nguy hiểm. Trần Hạo lúc này cuối cùng cũng hiểu rõ một chuyện, gã nên tiếp nhận hiện thực, nếu đã bị đặt ở vị trí này nhất định phải làm tốt chuyện được phân quản, trăm ngàn lần đừng để xảy ra sai sót gì, gã phải ủng hộ Trương Dương, bất kể gã tình nguyện hay là không tình nguyện, ủng hộ Trương Dương chính là ủng hộ chính gã, đây là một sự thật không thể tranh cãi. Từ trên vẻ mặt của Trần Hảo, Trương Dương đã nhìn ra vị phó thị trưởng thường vụ tinh thần xa suốt này đang tiến hành đấu tranh tư tưởng kịch liệt, Trương Dương không có ý quấy rầy gã, cầm chén trà lên uống một ngụm, trà lá không được ngon lắm, trà lá mà cơ quan chính phủ dùng để chiêu đãi khách đúng là chẳng ra làm sao cả. Trần Hạo cuối cùng cũng mở miệng, chuyện này tôi trên cuộc họp thường ủy sẽ đề xuất, có điều tôi thấy hy vọng không lớn đâu. Trương Dương cười nói, nhưng nếu ngài không đề cập thì một chút hy vọng cũng không. Trần Hạo nói, ai nguyện ý bỏ 8.000 vạn ra mua khu đất đó. Lòng hiếu kỳ của gã nhưng cũng khá mạnh. Trương Dương nói, 8.000 vạn là ít đấy, tôi đã tìm người đánh giá, sân thể dục của chúng ta cộng thêm khối đất của Ủy ban Thể dục Thể thao, giá trị trước mắt ít nhất cũng không dưới trăm triệu, nếu thị lý đồng ý bán đấu giá, giá khởi điểm phải từ một trăm triệu, ít hơn một xu cũng không được. Trần Hạo nói, anh không sợ dọa cho người khác chạy mất à? Trương Dương cười nói, không khéo còn có thể nhiều hơn ít chứ. Trần Hạo nói, có nhiều hơn nữa thì thị lý cũng không thể đưa hết tiền cho anh đâu. Trương Dương nói, tôi đòi một nửa, bất kể là bán được bao nhiêu, một nửa sẽ phải bỏ vào sự nghiệp thể dục thể thao. Đang nói chuyện thì di động của hắn đổ chuông, Trương Dương ngượng ngùng cười cười, xin lỗi, tôi nghe điện thoại được không? Trần Hạo gật đầu, Trương Dương bắt mày, là phía Hong Kong gọi tới, cuộc thi đấu đối kháng bóng đá môi sao lần này là đạo diễn Hong Kong giúp liên hệ, Vương chuẩn gọi điện thoại tới là để xác nhận hành trình lần này và vấn đề chỗ ở, Trương Dương nói vài ba câu qua loa với Y, sau khi gác điện thoại, cười nói với Trần Hạo đội bóng đá ngôi sao Hong Kong buổi chiều thứ bảy sẽ đến Nam Tích. Trần Hạo nói, phương diện ăn ở đã ăn bài chưa? Trương Dương nói, trận đấu lần này do khách sạn Hải Thiên tài trợ toàn bộ hành trình, Ủy ban thể dục thể thao chúng ta không cần phải bỏ một xu. Trần Hạo liên tục gật đầu, cách làm như vậy đáng được đề sướng. Chủ tịch khách sạn Hải Thiên đoàn Kim Long gần đây sắc mặt rất khó coi, y vốn là muốn khơi màu mâu thuẫn giữa Trương Dương và Thạch Thắng Lợi, nhưng không ngờ mình lại bị đâm một đau, tự dưng phải bỏ ra 30 vạn để tài trợ. Nhớ tới chuyện này y lại lòng đau như cắt, nhưng cũng chẳng có cách nào khác. Đại cục trưởng cục công an Trương Đức Phóng lên tiếng, y nếu không làm theo, chẳng những đắc tội với Trương Đức Phóng, cũng khó mà được yên với Trương Dương. Trung Hải Yến gõ cửa văn phòng của y rồi bước vào, cô ta mang hóa đơn chi 30 vạn đặc biệt tới cho đoàn Kim Long xem qua. Đoàn Kim Long nghe nói là chuyện này, không khỏi nhíu mày nói, chuyện này không cần hỏi tôi, cô cứ xem thế nào mà làm. Trung Hải Yến nói, tôi tính toán chi tiết thì có thể sẽ có bộ phận siêu chi, đại khái khoảng 5 vạn. Đoàn Kim Long nói, đã nói là chỉ 30 vạn rồi, nhiều hơn một xu tôi cũng không chi. Cơn tức áp chế trong lòng nhiều người cuối cùng cũng phát ra. Trung Hải Yến nói, đoạn tổng, tôi thấy cũng chỉ có 5 vạn thôi mà, nếu đã tài trợ, dứt khoát làm người tốt đến cùng đi, cớ gì mà để cho đã xuất lực rồi lại còn không được lòng người ta. Đoàn Kim Long tức giận nói, chỉ một câu nói của hắn đã từ chỗ tôi lấy đi 30 vạn, ngày mai còn không biết nghĩ ra danh mục gì nữa để tới lừa bịp tống tiền tôi. Tôi là mở khách sạn chứ không phải là mở viện phúc lợi, tiền của tôi cũng không phải là tự dưng mà có, là tôi cực khổ kiếm từng đồng một đó. Trung Hải Yến nói, đoạn tổng, tôi còn có một chuyện muốn thương lượng cùng anh. Đoàn Kim Long nói, cô nói đi. Trung Hải Yến nói, gần đây phía sau Na làm hơi thái quá, cảnh sát đã nhận được rất nhiều tố cáo, nếu không phải trương cục gánh đỡ cho chúng ta, e rằng đã sớm to chuyện rồi. Đoàn Kim Long mẫn cảm cảm thấy được Trung Hải Yến là đang lợi dụng chuyện này để tạo áp lực cho y, y càng ngày càng khó chịu nữ nhân này, từ khi cô ta bám vào trương nước phóng, khí thế trở nên càng ngày càng cường thịnh, thậm chí còn không phân rõ được ai mới là chủ nhân của Hải Thiên. Đoàn Kim Long nói hiện tại kinh doanh khách sạn truyền thống đã hết thời rồi, không mở cửa chấn hưng thì căn bản không sinh tồn được. Trung Hải Yến nói, Trương Cục bảo chúng ta chú ý một chút. Đoàn Kim Long nói, kiếm tiền nhất định phải thừa lúc còn sớm mà hành động, Tiểu Trung à, sau này cô sẽ hiểu, cô giúp tôi cảm ơn Trương Cục nhé. Trung Hải Yến nói, bảo tôi dùng miệng để cảm ơn à. Đoàn Kim Long hận đến ngứa răng, con mẹ nó, Tiễn nhân, lại tìm tôi đòi tiền, vì chuyện bộ phận sau na của Hải Thiên, y đã phải bỏ ra không ít tiền, đoàn Kim Long lấy ra một tấm chi phiếu viết 10 vạn, đưa cho Trung Hải Yến, mời Trương Cục đi ăn cơm đi, tôi gần đây bận quá, không có thời gian. Y thật sự không muốn giao tiếp trực tiếp với Trương Đức Phóng, người này quá tham lam, tham đến mức khiến đoàn Kim Long xót ruột vô cùng. Trung Hải Yến đã trở thành một quân cờ mà y bố trí ở Hải Thiên, cô ta đối với tình huống của Hải Thiên rõ như lòng bàn tay. Trung Hải Yến nhìn nhìn tấm chi phiếu đó, khóe môi mang theo nụ cười đắc ý, đoạn tổng, chuyện tài trợ. Đoàn Kim Long có chút mỏi mệt nhắm mắt lại nói, cô nói đúng, 30 vạn còn bỏ ra được, thêm 5 vạn cũng chẳng là gì, cho hắn. Đội bóng đá ngôi sao Hong Kong vào buổi chiều thứ 7 đến Nam Tích, trận đấu lần này do Vương Chuẩn dẫn đầu liên hệ. Ngôi sao đến đây đều là một số nhân vật tuyến 2 của Hong Kong, có điều bởi vì những năm 90 điện ảnh Hong Kong và phim truyền hình Hong Kong thịnh hành, những ngôi sao tuyến 2 ở Hong Kong này tới nội địa cũng nhiễm nhiên thành siêu sao siêu cấp trước khách sạn Hải Thiên đã tụ tập mấy trăm fan hâm mộ đợi các đại minh tinh tới xin chữ ký, để tránh cho hiện trường xuất hiện hỗn loạn. Trương Dương trước đó đã liên hệ với phía cục công an, bảo bọn họ phái ra mấy cảnh viên phụ trách duy trì trật tự ở hiện trường. Phó cục trưởng công an Mạnh Doãn Thanh tự mình tới đây chỉ huy, đây cũng là để thể hiện sự coi trọng của hệ thống công an đối với trận đấu lần này. Trên thực tế từ sau sự kiện khủng bố ở thành thương mậu Hàn Quốc tỉnh Hải, Bên trong hệ thống công an tiến hành chỉnh đốn đối với các hoạt động tụ hội vô cùng cảnh giác. Trương Dương dẫn theo các lãnh đạo của ủy ban thể dục thể thao ở trước khách sạn Hải Thiên nghênh đón xe bus chở các ngôi sao Hong Kong, sự xuất hiện của mỗi ngôi sao đều dẫn tới một trận hoan hô của fan ở hiện trường. Trương Dương đối với phim Hong Kong chỉ cảm thấy hứng thú với phim võ thuật và phim cấp 3, từ trong đó không ngờ nhìn thấy mấy nhân vật phản diện thường xuất hiện trong phim võ thuật, còn nhận ra một người trước đây từng đóng phim cấp 3 có điều hắn vẫn rất lễ phép bắt tay từng người. Sáu nữ ngôi sao tới đây trợ uy trương dương đều chưa từng gặp, có điều từ diện mạo cho thấy, khí son phấn quá nồng, vừa nhìn đã thấy mặt mũi như tranh, nhưng nhìn kỹ thì căn bản chính là vẽ ra. Vương chuẩn xuất hiện cuối cùng, trương dương vui tươi hớn hở bắt tay với y, vương chuẩn nhiệt tình ôm trương dương một cái, thằng cha này không ngờ đã học được nói tiếng Bắc Kinh, người anh em, nhớ chết đi được. Trương đại quan nhân ghé vào tai y, nói, đồ béo chết bầm, bảo anh tìm đại minh tinh cho tôi, nhưng đám người này đều là tuyến hai cả. chương 572, đối mặt với hiện thực hai Vương chuẩn nói khẽ, muốn tốn ít tiền làm đai sự thì chỉ được vậy tôi. Đám này cũng rất lợi hại đó, trong bộ phim dài tập nào cũng có mặt họ, anh có nhìn thấy không, đám fan kia kích động đến nỗi khóc rồi kia kìa. Trương đại quan nhân dõi mắt nhìn, còn không phải sao, mấy nữ sinh kích động dơ biển lên, vừa nước mắt sụt sùi vừa gào đến khản cả giọng, thác ni, em yêu anh. Trương đại quan nhân nổi ra gà, con mẹ nó, cái gì đây, có cần phải thế không? Mà bộ dạng của nam diễn viên tên là Thác Ni đó cũng không tồi, trong đám ngôi sao tuyến hai này cũng tính là ngũ quan đoan chính, hình như là diễn viên truyền hình, bởi vì bộ phim truyền hình mà hắn diễn chính mới được chiếu ở Bình Hải, cho nên hắn hiện tại rất nổi. Vương chuẩn vỗ vỗ bả vai Trương Dương nói, nhìn thấy chưa, hắn tên là Khâu Tử Kiện, gần đây ở hong kong rất nổi chuẩn thấy hắn rất có tiền đồ gần đây mới quay một phim cũng định để hắn diễn vai phụ cho hắn đóng cùng lưu đức chính nhân khí một khi đi lên không khéo chính là một siêu sao thiên vương giấy trương dương nói chỉ bằng vốn của hắn mà có thể trở thành siêu sao thiên vương ư vậy tôi có thể trở thành thiên vương lão tử rồi vương chuẩn cười ha ha y gật đầu nói anh nếu nguyện ý đóng phim tôi để anh làm người đại diện để anh đóng phim điện ảnh đảm bảo anh một lần là nổi tiếng ngay. Trương đại quan nhân lắc đầu như đánh trống bỏi, đừng có dụ, tôi không đóng loại phim cấp 3 đó của anh đâu. Vương chuẩn bị hắn nói móc quen rồi, chỉ có cười khổ nói, anh không nói móc tôi thì nghẹn chết à. Trương Dương cùng Vương chuẩn đi vào đại sảnh khách sạn, Trung Hải Yến cười khanh khách đi tới, dịu dàng nói, chào chủ nhiệm Trương. Bệnh nghề nghiệp của Vương chuẩn lại tái phát, nhìn Trung Hải Yến từ trên xuống dưới, nghĩ thầm hình thể không tồi, là mầm non tốt để đóng phim cấp 3. Trương Dương giới thiệu cho Vương Chuẩn với Trung Hải Yến. Trung Hải Yến nói, hoan nghênh đại đạo diễn Vương Quang Lâm khách sạn của chúng tôi, tôi trước đây đã từng xem rất nhiều tác phẩm của ngài. Trương Dương cười ha ha nói, đạo diễn Vương giỏi nhất là quay phim cấp 3 đấy. Câu này khiến cho Trung Hải Yến xấu hổ đỏ bừng cả mặt, tên hỗn đản Trương Dương này đúng là không phải hạng tốt lành gì. Vương chuẩn cười nói, tôi và Trương Dương là lão bằng hữu, nói đùa quen rồi, quản lý chung đừng để ý. Đạo diễn Lưu Manh ở trước mặt người khác luôn biểu hiện ra vẻ nho nhã lễ độ, tràn ngập phong độ thân sĩ. Ngành đón đội bóng đá ngôi sao xong, Trương Dương lập tức tới nhà khách thị chính phủ, bên đó đã gọi điện thoại tới, chủ nhiệm ủy ban thể dục thể thao tỉnh Cử Thánh Minh vừa mới đến Nam Tích, hắn khẳng định phải đi tiếp đái. Trương Dương vừa mới đi ra khỏi cửa lớn của Hải Thiên, Trung Hải Yến liền đuổi theo chủ nhiệm Trương. Trương Dương cười nói, quản lý Trung tìm tôi có việc gì vậy? Trung Hải Yến cười nói, không có việc gì cả, buổi tối khách sạn chúng tôi đã đặc biệt chuẩn bị một Yến hội tiếp đái, chủ nhiệm Trương có thể tới không? Trương Dương cười nói, bọn chủ nhiệm thịnh sẽ tới, lãnh đạo Ủy ban Thể dục Thể thao tỉnh đến, tôi phải qua bên kia tiếp đái. Tôi sẽ chú ý thời gian, nếu bên đó kết thúc sớm, tôi sẽ tới đây. Trung Hải Yến gật đầu. Khi Trương Dương tới thị chính phủ nhất chiêu, Cử Thánh Minh đã đến, đội bóng đá nữ của tỉnh cũng tới cùng, trợ lý chủ nhiệm Ủy ban thể dục thể thao Tiêu Điều Mẫn và phó chủ nhiệm thôi quốc trụ của Ủy ban thể dục thể thao đều đang ở bên cạnh phụ trách tiếp đãi. Trương Dương đi tới, nhìn nhìn đám nữ cầu thủ ra bắt nắng năm đen đó. Tiêu Điều Mẫn nhìn thấy hắn, vội vàng đi tới, nói khẽ chủ nhiệm cử tới rồi, đang ở tầng 2 nói chuyện với thị trưởng Trần. Trương Dương gật đầu, không ngờ Trần Hạo đến nhanh như vậy khi hắn đang chuẩn bị đi gặp cử thánh minh thì thôi quốc trụ dẫn theo một trung niên một đi tới, trung niên đó là huấn luyện viên của đội bóng đá nữ tỉnh Lưu Phúc Điền. Trương Dương sau khi nghe thôi quốc trụ giới thiệu xong thân phận của hắn, nhiệt tình bắt tay Lưu Phúc Điền, hoan nghênh huấn luyện viên Lưu dẫn tới nam tích chúng tôi, đây là sự ủng hộ rất lớn cho công tác của chúng tôi. Lưu Phúc Điền cười cười bắt tay với Trương Dương, chủ nhiệm Trương, trận đấu có tính thương nghiệp như vậy chúng tôi vốn cũng không muốn tham gia, nhưng là vì sự nghiệp thể dục thể thao của tỉnh Lý, vì kinh phí huấn luyện của chúng tôi, chỉ có thể kiên trì mà tới thôi, hy vọng chủ nhiệm Trương nhanh chóng thực hiện chuyện trả phí thi đấu. Trương Dương nghe hắn nói như vậy, trong nụ cười liền có có chút xấu hổ, người này cũng thật là thẳng thắn. Hắn quay sang nói với tiêu điều mẫn, chủ nhiệm tiêu, lát nữa cô dẫn huấn luyện viên lưu đi kế toán phí thi đấu lần này nhé. Tiêu điều mẫn gật đầu, vẻ mặt của cô ta cũng có chút bất đắc dĩ, hiện tại chuyện gì cũng không thoát khỏi chữ tiền, có điều Lưu Phúc Điền đòi tiền gấp như vậy, bản thân cô ta cũng không ngờ tới. Bởi vì những lời này của Lưu Phúc Điền, Trương Dương cũng cảm thấy mất hứng, hắn không muốn hàn huyên với người này nữa, lấy cớ phải đờ tiếp đãi lãnh đạo, xoay người đi lên tầng 2. Vừa đi thì nghe thấy tiếng cười sang sảng của cử thánh minh, cửa phòng 308 không hề đóng, trong phòng khỏi thuốc lượn lờ, cử thánh minh và Trần Hạo đều là kẻ nghiện thuốc, hai người đang vừa hút thuốc vừa tán gẫu. Trương Dương bước vào, bịt mũi nói, hai vị lãnh đạo, các vị muốn làm thành phòng khí độc à. Cử Thánh Ninh cười nói, không hút, không hút nữa. Chủ nhiệm Trương rất kháng cự hai kẻ nghiện thuốc chúng ta. Trần Hạo đứng dậy nói, tôi cũng nên đi rồi, lập tức còn phải mở cuộc họp thị trường, hai người nói chuyện nhé. Trước khi đi gã dặn dò Trương Dương, Trương, nhất định phải làm tốt công tác tiếp đái, tối nay tôi đã đặt một chỗ tốt ở lầu tiếp khách rồi, để hoan nghênh chủ nhiệm cử tới trương dương cười nói thị trưởng trần yên tâm cam đoan hoàn thành nhiệm vụ mà ngài giao cho tôi trần hạo đi rồi cử thánh minh cầm áo khoác lên mặc vào trương dương có chút kinh ngạc nói ngài muốn ra ngoài à cử thánh minh mỉm cười nói dẫn tôi tới công trường trung tâm thể dục mới trương dương vốn không an bài cho y tới công trường sớm như vậy có gì mà xem đâu còn chưa là xong mà cử thánh minh muốn xem tiến độ công trình của các cậu Trương Dương tuy rằng biết cử thánh minh chưa lâu, nhưng cũng coi như là hiểu được chút ít về y, dù sao hai người của đã giao thủ, cử thánh minh là người làm việc thật, nói có hay hơn nữa cũng không bằng tự mình đi xem. Trương Dương mang ý niệm con dâu rồi cũng phải gặp mặt bố mẹ chồng, dẫn cử thánh minh tới công trường trung tâm thể dục mới. Từ sau khi tập đoàn phong dụ của Lương Thành Long vào công trường trung tâm thể dục mới, tiến độ xây dựng bên này rõ ràng tăng nhanh hơn nhiều, nhiều trường quán đều đang đang tiến hành xây dựng đồng bộ, Cử Thánh Minh trước khi đến Nam Tích đã tìm hiểu về tình huống xây dựng của bọn họ, nhìn thấy tiến độ quả nhiên có chút chậm chạp, có điều từ tình huống hiện trường cho thấy công trình vẫn đang được tiến hành một cách hừng hực khí thế. Trương Dương giới thiệu, bởi vì lúc trước tất cả công trình của Trung tâm Thể dục mới đều giao cho công ty xây dựng thế kỷ mới xây, cho nên tiến độ có chút chậm chạp, sau khi tôi Nam Tích Nam Tích đã đề nghị đẩy nhanh tiến độ xây dựng. Tiến hành phân phối đấu thầu bộ phận công trình lại từ đầu, Hiện tại xây dựng trung tâm thể dục mới được triển khai toàn diện, nhiều hạng mục công trình tiến hành đồng bộ, căn cứ vào tiến độ xây dựng trước mắt của chúng tôi, trước tháng 6 năm nay bộ phận kiến trúc chắc có thể hoàn công toàn bộ. Cuối tháng 8, lắp đặt thiết bị hậu kỳ cùng với xanh hóa lâm viên cũng có thể hoàn thành toàn bộ. Cử Thánh Minh chắp tay sau lưng, nhíu mày nói, trong thời gian ngắn như vậy có thể đảm bảo chất lượng công trình không? Cái mà y quan tâm nhất chính là vấn đề chất lượng công trình. Tiền nhiệm Huệ kính dân của y là vì sự kiện khán đài sân thể dục đông Giang sập mà mất chức, có vết xe đổ này, y không dám không cẩn thận. Trương Dương nói, "Ngài yên tâm, tôi đã đặc biệt mời nhân sĩ chuyên nghiệp phía giám sát chất lượng tới tiến hành giám sát, chắc chắn đảm bảo chất lượng xây dựng trung tâm thể dục mới phù hợp với tiêu chuẩn." Cử Thánh Minh gật đầu, y tiếp tục bước về phía sân thể dục trung tâm của trung tâm thể dục mới, sân thể dục trung tâm đã có quy mô ban đầu. Trương Dương tiếp tục giới thiệu công trình sân thể dục chính do công ty xây dựng thế kỷ mới nhận xây, dự tính có thể trước Tết âm lịch hoàn công toàn bộ, công trình lắp đặt bên trong vào cuối tháng 6 sẽ làm xong. Cử Thánh Minh nói, sân thể dục này chính là nơi đốt đuốc, rất quan trọng, nhất định phải chú ý chất lượng. Trương Dương cười nói, chủ nhiệm cư, tôi so với còn khẩn trương hơn, sân thể dục Đông Giang chính là vết xe đổ, trên chất lượng tôi không dám có chút sơ suất nào. Cử Thánh Minh nói, anh những lời này của cậu tôi cũng an tâm hai người vừa đi vặp nói chuyện, tới lối vào công trường sân thể dục, nghe thấy bên trong có một giọng nói khàn khàn vang lên, từ quang lợi, anh con mẹ nó có còn là người hay không, con tôi nằm trong bệnh viện, anh cho tôi có 500 đồng, tưởng là bố thí cho ăn xin à, anh ra đây, anh ra đây. Cử Thánh Minh liếc Trương Dương, Trương Dương vẻ mặt có chút xấu hổ, công ty xây dựng thế kỷ mới thật sự là không thể nào khiến người ta bớt lo cho được. Đã sớm nghe nói từ quang lợi thích khất nợ tiền lương của công nhân, không ngờ còn khất nợ cả tiền thuốc men của người ta nữa. chương 572, đối mặt với hiện thực ba Người gây chuyện cũng là công nhân của công ty xây dựng thế kỷ mới. Họ Từ, được gọi là Từ Lão Triều, ông ta và hai người con trai đều làm việc ở thế kỷ mới. Mấy ngày trước con trai gặp tai nạn lao động, sau khi được đưa tới bệnh viện, công ty liền vứt cho hắn 500 đồng. Sau đó rốt cuộc không có tin tức gì nữa, Từ Lão Triều bảo thằng con trai cả đi đòi, mấy lần không có kết quả gì, ông ta chỉ có thể tự tới. Cử Thánh Minh và Trương Dương vừa hay gặp một màn này, Cử Thánh Minh đã theo tiếng đi tới, Trương Dương bất đắc dĩ đành đi theo sau, việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, hắn cũng không muốn để cảnh này bị lãnh đạo nhìn thấy. Từ lão chiều hướng về phía văn phòng mà hét, con trai từ đại thung ở bên cạnh kéo tay lão, khuyên lão đừng là lớn chuyện, từ lão chiều tức giận đến hất thằng con cả ra, nổi giận mắng, tao sao lại dậy ra thằng con nhu nhược như mày nhỉ, em trai mày còn nằm viện, tiền công của ba người nhà chúng ta bọn họ khất không trả, mà còn con mẹ nó không có đảm sắc như vậy à, hôm nay nếu không có tiền trả cho bệnh viện, không có tiền lương, tao với chúng còn không xong đâu. Một đám người từ trong văn phòng bước ra, vây lấy lý trường phong quản lý hạng mục hiện trường, hắn tựa hồ đã khôi phục lại uy phong ngày xưa, trong tay cầm một chiếc điện thoại di động to, dùng dây anten chỉ vào từ lão triều nói, làm gì vậy hả? Từ lão triều, lại là ông, Trước đây xúi dục công nhân gây chuyện tôi còn chưa thèm tính toán với ông, giờ ông lại gây chuyện, ông có biết đây là công trình trọng điểm của thành phố Nam Tích chúng ta không hả? Làm nhiễu loạn trị an xã hội, ảnh hưởng tới tiến độ công trình chính là phạm tội, ông không sợ mồi tù à? Từ đại thung sợ hãi nói, cha, chúng ta hay là đi thôi. Từ lão chiều đỏ mặt tía tai mắng, đi cái con mẹ mày. Ông ta chống nảnh căm tức nhìn Lý Trường Phong nói, hôm nay anh nói rõ ràng ra cho chúng tôi. Tiền lương của nhà tôi khi nào thì anh mới trả, con trai tôi hiện tại đang nằm ở bệnh viện, tiền thuốc men đã mất hơi 2.000, anh khi nào thì trả. Lý Trường Phong nói, con ông tự mình làm trái quy định thao tác nên bị thương, chúng tôi đã cấp cho 500 đồng rồi, coi như là nhân trí nghĩa tận, nếu như án chiếu theo quy định nghiêm khắc, tôi cũng phải phạt hắn đấy. Từ lão chiều tức giận đến nỗi run rẩy. các anh không phải là người, tiền công của cả nhà chúng tôi cộng lại là 1.700 viện phí của con trai tôi là hơn 5 ngàn, anh lấy 7 ngàn ra đây. Lý Trường Phong cười nói, ông có biết mình hiện tại đang làm gì không? Tống tiệc, tống tìa là tội nặng đó. Từ lão triều tức giận nói, tôi chỉ đòi chỗ tiền mà chúng tôi đáng được nhận thôi. Lý Trường Phong nói với kế toán ở bên cạnh, trả tiền lương tháng trước cho ông ta, bảo bọn họ cút đi. Từ lão triều nói, vậy còn tiền của tháng này? Tháng này chúng tôi đã làm xong rồi, còn tiền viện phí của con trai tôi nữa. Lý Trường Phong chừng mắt lường từ lão trừ, từ lão trừ, ông nghe rõ cho tôi, công ty đối với các ông đã nhân trí nghĩa tận rồi, đừng có đề xuất điều kiện quá đáng, chúng tôi không dễ bị lừa đâu. Từ lão trừ tức giận đến tức giận nỗi sắp khóc rồi, các vị làm chứng cho chúng tôi, một nhà ba người chúng tôi làm việc bất kể ngày đêm cho họ, bọn họ vì đuổi theo tiến độ, bắt chúng tôi không ngừng tăng ca, Con tôi nếu không phải liên tục tăng ca, cũng sẽ không mệt đến như vậy, mệt đến nỗi ngã từ trên giàn giáo xuống, bọn họ đúng là tán tận lương tâm, chẳng những không chi tiền thuốc men cho con trai tôi, còn nói chúng tôi làm trái với chương trình thi công, các vị phân xử công bằng cho tôi đi. Đám công nhân đứng từ xa nhìn, thấp giọng thì thầm, nhưng không có ai dám đứng ra lên tiếng giúp từ lão trừ, bọn họ rất đồng tình với từ lão trừ, nhưng trước mắt cũng sắp đến cuối năm rồi, công ty đã nói sẽ trả hết chỗ lương còn thiếu cho mọi người, còn có cả tiền thưởng cuối năm, cho nên không ai dám nói lung tung gì cả, sợ vận mệnh của mình sẽ giống như từ lão trừ. Lý Trường Phong nói, ông bớt ở đây dùng yêu ngôn mê hoặc mọi người thôi, bảo vệ, đuổi họ ra ngoài. Bốn gã bảo vệ hùng hổ đi tới. Từ lão trừ mắt đỏ bừng cầm lần một cục gạch, nói con mẹ nó, tao liều mạng với chúng mày. Tay lại bị đứa con trai cả của ông ta túm lấy, cha, đừng mà. Từ lão trừ tức giận nói, mày con mẹ nó hướng về ai vậy hả? Tao mới là cha của mày mấy tên bảo vệ đã bước tới túm hai tay của từ lão trừ, từ đại thung cũng quính lên, đừng chạm vào cha tôi, đừng chạm vào cha tôi. Cử thánh minh bước nhanh tới, lớn tiếng nói có việc gì đó. Lý trường phong hơi ngẩn ra, hắn không lưu ý tới phía này, cử thánh minh thì hắn không biết, nhưng hắn nhận ra trương dương, trương dương theo sau cử thánh minh chậm rãi bước tới. Lý Trường Phong đã nếm mùi đau khổ của Trương Dương, nhìn thấy Trương Dương, trong lòng không khỏi gai gai, Lý Trường Phong thầm kêu khổ, mình thật sự là xúi quẩy, sao lúc này lại gặp phải hắn. Trương Dương cũng không phải là muốn hỏi tới chuyện quản lý bên trong Thế kỷ mới, trước đây đối nghịch với Lý Trường Phong, từ quang lợi là có tính mục đích, hiện tại mục đích của hắn trên cơ bản đã đạt được rồi, trong khoảng thời gian này cũng bình an vô sự với công ty xây dựng Thế kỷ mới, quan trọng nhất là công ty xây dựng Thế kỷ mới có thể hoàn công đúng hạn, nhưng hôm nay cùng đi với cử thánh minh tới đây lại vừa hay nhìn thấy chuyện này. Cử Thánh Minh đã đi tới hỏi, Trương Dương nói sao cũng phải tỏ thái độ. Trương Dương nói với Lý Trường Phong, có chuyện gì thế? Lý Trường Phong nói, không có việc gì gì cả, chỉ là chuyện bên trong công ty thôi. Từ lão trừ không biết Cử Thánh Minh và Trương Dương là ai, ông ta giấy ra khỏi tay mấy tên bảo vệ, chuyện gì hà, chân của con tôi bị gãy, bọn họ không trả tiền thuốc men, còn khất nợ tiền lương của chúng tôi, tôi đến để đòi tiền lương, bọn họ lại khai trừ một nhà ba bố con tôi trương dương nhíu mày lý trường phong đúng là hạng chẳng ra gì thế này chẳng phải là tự chuốc lấy mất mặt ư trương dương nói lý trường phong công ty của các vị sao lại thế này tôi mấy ngày hôm trước không phải đã họp với các vị rồi sao tiền lương của công nhân nhất định không thể khất nợ được lý trường phong nói đâu có từ thung đó là vì làm trái quy định thao tác của công ty cho nên mới cho nên mới ngã gãy chân công ty không thể gánh vác toàn bộ trách nhiệm được từ lão chiều nói, các người bắt chúng tôi một ngày làm 18 tiếng đồng hồ, chúng tôi cũng là người, ai mà không có lúc mệt mỏi chứ. Lý Trường Phong còn đang định lên tiếng thì Cử Thánh Minh nói, công nhân của công trường anh xảy ra chuyện, anh không lo tiền thuốc men thì ai lo? Cho dù anh ta làm trái quy định thao tác thì cũng là chế độ quản lý của các anh không đủ hoàn thiện, khám bệnh quan trọng hơn, cái khác nói sau, chúng ta là quốc gia xã hội chủ nghĩa chứ không phải là xã hội tư bản chủ nghĩa, bởi vì người ta bị thương mà khai trừ người ta Vậy thì có chút tinh thần chủ nghĩa nhân đạo nào không? Lý Trường Phong nghĩ thầm người này là ai vậy? Nói chuyện cũng ra vẻ gớm, nhưng nhìn thấy Trương Dương đi theo y, cử thánh minh chắc cũng phải là quan, Lý Trường Phong cũng không phải là kẻ ngốc, hắn ở dưới tay Trương Dương không chỉ ăn quả đắng có một lần, cuối cùng cũng hiểu được đạo lý hảo hán không để ý tới cái thiệt trước mặt, nếu làm căng, Trương Dương không chừng sẽ nghĩ ra trò gì đó để chọc ngáy. Chuyện này tốt nhất vẫn là chuyện lớn hóa nhỏ hắn nói với kế toán, trả hai tháng tiền lương cho ông ta, lại cho ông ta 3.000 đồng tiền thuốc men, chúng ta chỉ có thể làm như vậy, ông nếu còn đề xuất yêu cầu quá đáng hơn thì chúng tôi tình nguyện cùng ông ra tòa. Từ lão triều nghe hắn nói như vậy, cơn tức giảm đi không ít, mục đích của ông ta chính là đến đòi tiền, hiện tại thấy có được không ít, tốt nhất vẫn mau mau đi khám bệnh cho con trai quan trọng hơn. Từ lão triều đi rồi, cử thánh minh vẫn chưa đi, y chất vấn Lý Trường Phong, công nhân của các anh mỗi ngày công tác 18 tiếng ư, anh có hiểu cái gì là an toàn sản xuất không? Trong trạng thái mệt nhọc như vậy sao có thể đảm bảo chất lượng công trình, làm sao có thể đảm bảo an toàn công trường? Lý Trường Phong đến bây giờ vẫn chưa biết thân phận của cử thánh minh, hắn liền nói dối, từ lão chiều nói hưu nói vượn thôi, công nhân của chúng tôi đều là nghiêm khắc dựa theo chế độ nghỉ ngơi để làm việc, có hiện tượng công tác quá sức. Cử Thánh Minh nói: "Các anh buổi tối không phải cũng xây dựng ư?" Lý Trường Phong nói: "Ban ngày và buổi tối là hai tốt công nhân, thay nhau làm việc, cái này cũng là vì quán triệt chỉ thị của thị lý mà chấp hành, phải hoàn công xây dựng sân thể dục trước Tết âm lịch." Cử Thánh Minh nghe thấy câu này, không nhịn được nước trương dương một cái, trong ánh mắt tràn ngập vẻ trách cứ. Trương Dương mắng thầm Lý Trường Phong: "Chuyện của mày sao lại kéo cả thị lý vào?" Đẩy nhanh tiến độ là thật có điều tao cũng không bảo chúng mày ngày đêm không ngừng công tác, tao cũng không bảo chúng mày phải làm việc quá sức, con mẹ này đây không phải là đùn đẩy trách nhiệm lên người tao ư? Trương Dương nghe thấy vậy liền nổi giận, "Lý Trường Phong, công ty của các anh để xảy ra vấn đề, tốt nhất đừng để tôi tra ra các anh trên vấn đề an toàn tồn tại tai họa ngầm, bằng không đừng trách tôi không khách khí." Lý Trường Phong bị hắn mắng cho mặt hết đỏ lại trắng, hắn muốn lên tiếng cãi nhưng ở trước mặt Trương Dương hắn lại không dám. Lúc này từ quang lợi cũng tới công trường, đi cùng y còn có cả anh hai của y, từ quang thắng, cứ đến cuối tuần mấy anh em họ lại thường liên hoan, từ quang lợi đặc biệt tới bệnh viện đón anh hai, đi qua qua nơi này nên tiện ghé qua xem, không ngờ công trường lại xảy ra chuyện. chương 573, không có năng lực thì đừng tinh vi một. Từ quang lợi nhìn thấy trương dương liền cảm thấy không ổn, trong mắt y, thằng ôn trương dương này tới nam tích là để đối nghịch với y, Trương Dương xuất hiện ở đây, có nghĩa là 89 phần 10 có phiền toái gì đó. Từ Quang Thắng biết quan hệ của Trương Dương và em trai không được tốt lắm, chủ động chào hỏi Trương Dương, "Chủ nhiệm Trương, đến thị sát công tác à?" Quan hệ của Trương Dương và Từ Quang Thắng cũng coi như không tồi, hắn cười nói, "Tôi cùng chủ nhiệm cử của Ủy ban thể dục thể thao tỉnh tới công trường, vừa hay gặp một chuyện." Hắn giới thiệu với Cử Thánh Minh, "Vị này là là chủ nhiệm từ của khoa bí niệu bệnh viện nhân dân số 2." Còn vị kia là em trai của ông ta, cũng là thương nhân nhận xây công trình sân thể dục. Cử Thánh Minh gật đầu, sắc mặt không hề dễ coi, nói "Trương, tôi thấy vấn đề an toàn của các cậu nhất định phải tăng cường." Nói xong y bước đi. Từ Quang lợi cười khổ nói, "Sao lại thế này?" Trương Dương nói, "Đừng hỏi tôi, chuyện các ông tự mình làm thì tự mình biết." Từ Quang lợi không ngừng kêu khổ nói, "Chủ nhiệm Trương, tiến độ công trình đẩy nhanh." chúng tôi nếu không làm ngày làm đêm thì căn bản không thể hoàn thành công trình trong kỳ hạn đã ước định. Trương Dương nói, không có bỏ cánh cam đừng ôm đồ vốn sống, ông không phải là rất có năng lực ư. Lúc trước còn muốn nhân xây toàn bộ công trình trung tâm thể dục mới cơ mà, nếu thật sự giao tất cả công trình cho ông, ông có làm được không? Hiện tại biết thời gian cấp bách, vì sao không làm sớm? Ông nếu không có năng lực đó thì nên nói với tôi sớm vào, tôi hiện tại mời người khác tới vẫn kịp. Từ Quang lợi bị Trương Dương nói cho tức giận đến nỗi sắc mặt xanh mét, y hừ lạnh một tiếng rồi bước về phía văn phòng. Lý Trường Phong cũng đi theo. Từ Quang thắng thở dài, tình huống vừa rồi y cũng nhìn thấy, Trương Dương ở trước mặt lãnh đạo thượng cấp bị mất mặt như vậy, tức giận cũng là bình thường. Giữa Trương Dương và Từ Quang thắng không có mâu thuẫn gì, hắn cười nói, hôm nào cùng nhau đi ăn cơm nhé, tôi phải tiếp lãnh đạo, đi trước đây. Từ Quang thắng gật đầu, y cũng đi tới văn phòng còn chưa vào trong đã nghe thấy em trai lớn tiếng quát thằng cháu ngoại Lý Trường Phong mày làm cái gì thế hả? càng là bảo mày tăng cường quản lý, mày lại càng mang tới tai vạ cho tao, mày khiến tao rất thất vọng. Lý Trường Phong cũng đầy một bụng ủy khuất cậu, chuyện này thực sự là không liên quan gì tới cháu, cả nhà từ lão chiều tới gây chuyện cũng không phải chỉ một lần, là cậu nói không cho lão tiền, cháu chỉ là theo lời cậu thôi. Thối lắm, tao nói với mày như vậy à? Từ Quang Lợi có chút thẹn quá thành giận. Từ quang thắng bước vào, khuyên nhủ, làm gì thế? Em không nói thì Trường Phong dám tự chủ trương sao? Anh thấy nó không có gan này đâu. Lý Trường Phong ủy khuất gọi một tiếng cậu hai. Từ quang lợi sau khi chút giận cũng bình tĩnh hơn một chút, y nói với Lý Trường Phong, cút đi, đừng đứng ở đây làm chướng mắt tao. Lý Trường Phong buồn bực bước ra ngoài. Từ quang thắng ngồi xuống bên cạnh em trai, vỗ tay y tỏ ý bảo bình tĩnh lại, quang lợi, Trường Phong cũng lớn rồi, không còn là trẻ con nữa, em không thể nói mắng là mắng, cũng phải cho nó chút mặt mũi chứ, người ta ai cũng có lòng tự tôn mà. Từ Quang lợi dư nộ chưa hết, nói, suốt ngày gây chuyện cho em, đúng là một thằng phế vật, mắng nó là còn nhẹ đấy, em còn muốn đánh nó nữa kia. Từ Quang thắng nói, em đó, không phải cả ngày cảm thấy mình là một nho thương ư? Anh thấy em vẫn giống như là tên giết lợn trước kia. Từ Quang lợi nói, Trương Dương vì sao cứ gây khó dễ cho em? Từ Quang Thắng nói, hắn là chủ nhiệm ủy ban thể dục thể thao, em nhận xây trung tâm thể dục mới, trên công tác có va chạm là điều không thể tránh được. Con người của Trương Dương Anh cũng hiểu chút ít, hắn không phải là người lấy việc công báo thù riêng. Em thấy hắn chính là lấy việc công báo thù riêng, từ khi tới Nam Tích không ngừng tìm sơ hở của em, em đắc tội với hắn à? Lát nữa em sẽ tới chỗ anh cả hỏi, anh ấy sao có thể để một nhân vật như vậy xương cuồng ở Nam Tích? bí thư thị ủy mà không quản được chủ nhiệm ủy ban thể dục thể thao ư. Từ Quang Thắng nói, trăm ngàn lần đừng như vậy, anh thấy tâm tình gần đây của anh cả không tốt, em đừng có khiến anh ấy thêm tức. Từ Quang Lợi nói, các anh cứ chờ mắt nhìn em bị hắn khi phụ như vậy ư. Từ Quang Thắng nói, lão Tam à, nói thật, anh vẫn luôn không tán thành em tiếp nhận trung tâm thể dục mới. Trương Dương có câu nói không sai, không có bỏ cánh cam thì đừng ôm đổ gốm sống. Công ty thế kỷ mới của em có bao nhiêu cân lượng, trong lòng em biết rõ nhất anh cả là bí thư thị ủy nam tích không sai có tầm quan hệ này của anh ấy việc buôn bán của em khẳng định sẽ được chiếu cố không ít nhưng em cũng nên hiểu đạo lý có chừng có mực lần này nhận xây công trình trung tâm thể dục mới lòng tham có chút quá lớn cứ như vậy khiến cho anh cả khá bị động em thử nghĩ xem nếu như trung tâm thể dục mới bị làm hỏng trong tay em trách nhiệm ai gánh người khác sẽ nói gì từ quang lợi trầm mặc thật ra hiện tại y đã bắt đầu hối hận rồi Lúc trước khi nhận công trình trung tâm thể dục mới, y cũng không ngờ chuyện lại biến thành phức tạp như vậy, trong quá trình nhận xây công trình lại sẽ xuất hiện nhiều phiền toái như vậy, nhưng bình tĩnh cân nhắc một chút, nếu lúc trước Trương Dương không cho tập đoàn Phong Dụ tham gia vào công trình trung tâm thể dục mới, chỉ dựa vào y thì khẳng định không thể hoàn thành công trình xây dựng trong kỳ hạn, đây cũng là nguyên nhân chân chính mà Từ Quang Nhiên ngầm đồng ý để Trương Dương tham gia vào chuyện này. Từ Quang thắng nói: "Lão Tam, việc buôn bán phải nhìn xa rộng." không thể chỉ nhìn vào cái lợi trước mắt, em có thể nắm công trình lớn như vậy là vì sức ảnh hưởng của anh cả, em là một thương nhân, theo đuổi lợi ích kinh tế không có gì là đáng trách, nhưng em theo đuổi lợi ích kinh tế cũng đồng thời đừng làm tổn hại lợi ích chính trị của anh cả." Từ Quang Lợi nói, "Em hiểu." Trên đường từ công trường trung tâm thể dục mới trở về, sắc mặt của Cử Thánh Minh rất khó coi, Trương Dương cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng vừa rồi mình còn lời thề son sắt nói trên an toàn việt không có vấn đề nhưng không ngờ lại xảy ra một chuyện như vậy cử thánh minh nói khẽ trương dương tiến độ công trình cần nhanh nhưng vấn đề an toàn cũng không thể buông lỏng trương dương nói chủ nhiệm cư, tôi biết rồi tôi lập tức định ra phương án khai triển một cuộc đại kiểm tra an toàn toàn diện cử thánh minh nói hiện tại trên xã hội lưu hành một loại tập tục không tốt thính làm công trình mặt mũi không điều tra dân tình không cân nhắc tình huống thực tế Đầu óc của lãnh đạo quá nóng, nói làm công trình gì liền làm công trình đó, cái mà bọn họ cân nhắc không phải là liệu có mang lại ích lợi gì cho người dân hay không, cái mà bọn họ nghĩ đến là lợi ích chính trị của mình, làm công trình mặt mũi, mình có chính tích rồi liền có vốn để lên chức. Tôi đã đi qua không ít thành thị, cũng thấy được rất nhiều công trình mặt mũi, mấy trăm triệu, mấy tỷ đầu tư ở đó, khi xây dựng thì rất hừng hực khí thế, sau khi xây xong liền để không ở đó lãnh đạo bởi vì công trình mặt mũi mà có thể lên chức, mà kiến trúc rác rưởi do bọn họ xây ra ai sẽ sử dụng. Người dân à, đây cũng là một loại tham ô đáng xấu hổ, lãng phí đáng xấu hổ. Cử Thánh Minh nói xong liền trở nên kích động. Trương Dương nói, chủ nhiệm cư, trung tâm thể dục mới không phải là công trình mặt mũi gì cả, chúng tôi đã làm tốt quy hoạch, sau vận hội tỉnh, công năng của các sân thể dục đã có kế hoạch tương tận. Cử Thánh Minh nói, cái mà tôi quản là thể dục thể thao, cũng không nói được đạo lý cao thâm gì cả, nhưng tôi hy vọng từ bản thân mà làm, có thể làm tốt mỗi một chuyện. Chỉ mỗi một xu đều phải vì người dân, làm quan một ngày thì phải thật thà làm việc một ngày cho người dân, trăm ngàn lần đừng nói thì nhiều mà làm thì ít. Theo sự gia tăng tiếp xúc với Cử Thánh Minh, Trương Dương phát hiện nhân phẩm của y cương chính, tuy rằng tính tình hơi nóng nảy, nhưng bên trong quan trường hiện giờ rất ít nhìn thấy người góc cạnh phân minh như vậy. Tối hôm đó phía thành phố Nam Tích do phó thị trưởng thường vụ Trần Hạo ra mặt tiệc chiêu đãi chủ nhiệm Ủy ban thể dục thể thao tỉnh Cử Thánh Minh, trong thời gian bữa tiệc Cử Thánh Minh không hề nhắc tới chuyện xây dựng của trung tâm thể dục mới, chỉ trao đổi một số ý kiến về chuyện tổ chức vận hội tỉnh với Trần Hạo. Trương Dương đa số thời gian đều sắm vai người lắng nghe, hắn đối với tổ chức vận hội tỉnh sớm đã có tư tưởng toàn diện. Những gì mà Trần Hạo và Cử Thánh Minh nói ở trước mặt Trương Dương chỉ là tào lao, bọn họ nói chẳng quyết định được gì. Chỉ có hắn mới có thể nắm giữ quyền kinh doanh vận hội tỉnh. Bởi vì tối hôm đó rất nhiều lãnh đạo có mặt ở đây, biểu hiện của Trương đại quan nhân tương đối trầm thấp, loại yến hội quan phương này bình thường cũng sẽ không kéo dài quá lâu, sau khi tiệc tối chấm dứt, Trương Dương còn phải tới khách sạn Hải Thiên, Trần Hạo kéo Cử Thánh Minh đi uống trà, xem ra nói chuyện rất vui vẻ, có chút ý vị chưa tận. Trương Dương nói với bọn họ một tiếng rồi lái xe tới Hải Thiên, yến hội phía bên đó đã kết thúc ở cửa nhà ăn gặp mấy người bọn tang kim đường tang kim đường nhìn thấy trương dương không nhịn được liền oán trách chủ nhiệm trương anh sao giờ mới tới tất cả đã xong rồi chương 573, không có năng lực thì đừng tinh vi khai. trương dương nhìn nhìn đồng hồ mới 8 giờ mà hết thuốc sớm thế tiêu điều mẫn nói đám ngôi sao hong kong lỗ mũi hướng lên trời rất là ngạo khí chúng tôi mời rượu mà người ta căn bản không thèm uống Trương Dương nghe vậy liền nổi giận, một đám diễn viên tuyến 2, có gì mà khảnh. Ngày mai đá bóng xong, tôi sẽ đổi bọn họ đi. Thôi quốc trụ không nhịn được mỉm cười, chủ nhiệm Trương, anh còn hy vọng người ta đá bóng, làm người không thể thực tế như vậy được. Trương Dương cũng bật cười, khi mấy người đang nói chuyện, Trung Hải Yến đi tới, cô ta nhìn thấy Trương Dương cũng oán trách, chủ nhiệm Trương, đám ngôi sao Hong Kong mà anh mời đến đó thật sự là khó hầu hạ, cả đám ai ai cũng khảnh khẳng nhân viên phục vụ của chúng tôi cơ hồ đều bị mắng trương dương nói vất vả rồi vất vả rồi có ủy khuất gì cứ nói với tôi lát nữa tôi sẽ tìm đám người này tính sổ trung hải yến lắc đầu nói đều là một đám đại gia sớm biết như vậy thì chúng tôi bất kể là như thế nào cũng sẽ không nhận tiếp đãi đâu trương dương cười hắc hắc hắn cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng khi trương dương đang chuẩn bị rời đi thì phó trường trinh tới gã phụ trách công tác tiếp đãi cụ thể gã có chút thần bí đánh mắt ra hiệu với Trương Dương, Trương Dương nhìn ra gã có việc, đi đến bên cạnh Phó Trường Trinh, nói khẽ, sao vậy? Phó Trường Trinh hạ giọng nói, phiền toái rồi, đám ngôi sao Hong Kong này rất khó giải quyết, vốn đã nói là thi đấu từ thiện, nhưng không biết là ai khởi màu, đột nhiên đòi tiền biểu diễn, nói là nếu thấp hơn 50 vạn thì ngày mai bọn họ sẽ không đá. Trương Đại Quan Nhân vừa nghe thấy vậy liền tức giận, con mẹ nó, không đáp ứng thi đấu biểu diễn thì tôi mời họ làm cái gì? vương chuẩn đâu phó trường trinh nói đi ra ngoài chơi rồi trương dương nhấc điện thoại gọi vào số vương chuẩn nghe thấy bên phía vương chuẩn rất ồn ào thằng ôn này không biết đang ăn chơi ở đâu trương dương lớn tiếng nói đạo diễn vương à anh rốt cuộc là đạo trong đạo diễn hay là đạo trong gây chuyện vương chuẩn cười ha ha nói anh lại uống say rồi trương dương nói anh mới là uống say đó anh nghe rõ cho tôi cái đám ngôi sao mà anh dẫn tới tìm tôi đòi tiền biểu diễn 50 vạn, miệng sư tử à." Vương Chuẩn nói, "Không thể nào." Trương Dương nói, "Còn không thể nào cái gì, thật đấy, tôi lừa anh làm gì? Có cần thiết không?" Vương Chuẩn nói, "Đừng để ý đến bọn họ, lát nữa tôi về sẽ nói lại với họ." Trương Dương nói, "Đạo diễn Vương à, hai ta hợp tác cũng không phải là lần đầu tiên, lần này anh lôi một đám ngôi sao hạng hai của Hong Kong tới lừa tôi, tôi không tính toán với anh, nhưng bọn họ còn đòi phí biểu diễn thì hơi quá đáng đấy." Vương chuẩn vội vàng thanh minh, tôi thật sự không biết mà, chuyện này không liên quan gì tới tôi cả, anh yêu tâm, tôi lập tức gọi điện thoại cho bọn họ, để bọn họ đừng nhắc tới chuyện này, tất cả mọi chuyện có tôi lo. Trương Dương nói, được, tôi tin anh một lần, anh giúp tôi nhắc nhở đám ngôi sao này, ngày mai tốt nhất biểu hiện thật tốt cho tôi, nếu ai dám phá phách, tôi sẽ bọn họ từ tuyến hai biến thành tuyến nghèo khó. Vương chuẩn bật cười ha ha. Trương Dương vừa gác điện thoại thì nhìn thấy Trung Hải Yến hấp tấp chạy lên lầu, tiêu điều mẫn đi tới, cũng có chút kích động nói, đã xảy ra chuyện rồi. Trương Dương nhíu mày, hắn nói với Phó Trường Trinh, chúng ta đi xem sao. Ý bảo những người khác đi về trước. Trương Dương đi theo Trung Hải Yến lên tầng 12, thì ra là thì ra là một gã ngôi sao Hong Kong phát hiện thiếu đồ, đồng hồ hắn đặt trên bàn không thấy đâu, cho nên thuận tay tát cho nhân viên phục vụ một cái, uy hiếp cô ta lấy ra, nhân viên phục vụ đó ủy khuất đứng khóc, cô ta căn bản không nhìn thấy đồng hồ gì cả. Tên ngôi sao Hong Kong này Trương Dương cũng quen, lúc Triều Vương chuẩn đặc biệt đã giới thiệu, chính là Thác Ni, khâu tử kiện, khâu tử kiện lúc này tức giận đến nỗi mặt đỏ bừng, chỉ vào nhân viên phục vụ đó mắng, bà Tám, cô tốt nhất lập tức lấy đồng hồ của tôi ra, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát đấy. Trung Hải Yến gọi nhân viên phục vụ đó sang bên cạnh, nhỏ giọng hỏi chuyện vừa xảy ra. Trương Dương tới hiện trường, hắn cười cười với khâu tử kiện nói, khâu tiên sinh, anh bình tĩnh một chút, cẩn thận nhớ lại xem, có phải là để ở đâu đó rồi quên không? Khâu tử kiện tâm thức nhìn Trương Dương, anh có ý gì? Hoài nghi tôi vu hãm cô ta ư, trí nhớ của tôi rất tốt, sẽ không nhớ lầm đâu. Cái đám người đại lục các anh tố chất thật sự là rất thấp, tất cả đều là hạng thấy tiền là sáng mắt. Trương đại quan nhân vừa nghe thấy vậy liền nổi giận, con mẹ mày nói gì cơ? Khâu tử kiện ngớ người, không ngờ chủ nhiệm trương trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn, vừa rồi còn mỉm cười nói chuyện với mình, lúc này nói trở mặt liền trở mặt ngay, chửi cả 18 đời tổ tông nhà mình lên, hắn chỉ vào trương dương nói anh sao lại chửi người ta. Trương dương nói, chửi là còn nhẹ đó, mày con mẹ nó còn dám nói với tao một lần như vậy, tao đập chết mày luôn. Anh, khâu tử kiện tức đến nỗi mặt đỏ bừng. Audio điện tử võ tấn bền. Trương Dương nói, anh cái gì mà anh, có gì thì từ từ nói, mất đồ thì chúng tôi tìm lại cho anh, không bằng không chứng anh dựa vào gì mà nhận định người khác lấy đi. Người đại lục thì sao, đại lục thì không phải là người Trung Quốc à? Anh còn mẹ nó không phải là do người Trung Quốc sinh ra à? Tố chất thấp cái gì cơ? Anh nói lại một lần nữa cho tôi nghe xem nào. Khâu tử kiện bị uy thế của Trương Dương chấn nhiếp, không ngờ lại không dám lên tiếng, nghẹn cả nửa ngày mới nói tôi bị mất đồng hộ. Chị giá hơi 10 vạn đô la Hồng Kông. Trương Dương cười lạnh nói, không phải chỉ là một cái đồng hồ thôi sao? Mất đồng hồ là chuyện nhỏ, mất mặt là chuyện lớn, đồng hồ và mặt mũi cái nào quan trọng hơn? Anh là cần đồng hồ hay là cần mặt mũi? Trương Đại quan nhân khí thế bức nhân, nói cho khâu tử kiện cứng họng không biết ứng đối thế nào. Mọi người vây xem không khỏi trầm trồ khen ngợi trước những lời nói này của Trương Dương, Trung Hải Yến cũng không khỏi nhìn Trương Dương với ánh mắt khác. Trương Dương quay sang nhân viên phục vụ kia nói, "Cô có nhìn thấy đồng hồ của anh ta không?" "Đừng sợ, có gì thì nói đó." Nhân viên phục vụ lắc đầu, khóc thút thít nói, "Tôi căn bản không thấy, vừa rồi tôi vào thu dọn phòng, trên bàn không có gì cả." Khâu Tử Kiện tức giận nói, "Cô nói láo, tôi rõ ràng đã để đồng hồ trên bàn, cô nhất định là thấy hơi tiền nổi máu tham, trộm đồng hồ của tôi rồi." "Tôi không có, tôi thật sự không có mà." Nhân viên phục vụ lại bật khóc Mấy ngôi sao Hong Kong nghe thấy tin chạy tới tất nhiên là đứng ở phía khâu tử kiệt, bọn họ kháng nghị nói, nơi này không thể nào ở lại nữa, căn bản toàn là kẻ trộm, trị an của đại lục quá kém. Trương Dương nhìn thấy trận thế có chút rối loạn, thét lớn một tiếng, cầm miệng hết cho tôi, rốt cuộc là thế nào thì chúng ta để cho cảnh sát giải quyết. Lúc đang nói chuyện, Vương Chuẩn đã chạy tới, y không ngờ mình mới ra ngoài trong chốc lát mà đã có chuyện lớn như vậy, Vương Chuẩn khuyên bảo đám ngôi sao Hong Kong đó đừng kích động khâu tử kiện thức tối nói ngay cả an toàn tài sản an toàn cá nhân cũng không được đảm bảo chúng tôi không ở nữa đi về hong kong hắn vừa nói như vậy mấy tên ngôi sao hong kong đều hưởng ứng vương chuẩn lại khuyên bảo nhất thời cũng có chút không áp chế được trận cước khi trương dương đang chuẩn bị nổi giận thì một nhân viên phục vụ nhà ăn vội vàng chạy tới đây cô ta cầm trong tay một chiếc đồng hồ dơ cao lên rồi nói vị tiền sinh nào để quên đồng hồ trong nhà ăn tất cả mọi người đều ngây ra chiếc đồng hồ mà nhân viên phục vụ đó cầm trong tay đúng là của khâu tử kiện thì ra khi ăn cơm khâu tử kiện uống hơi nhiều vì hiềm đồng hồ vướng tay lúc ấy cởi ra rồi thuận tay để lên bàn khi đứng dậy đi thì lại quên khi hắn quay về phòng không thấy đồng hồ đâu cho rằng mình để ở trong phòng cho nên gọi nhân viên phục vụ tới nổi trận lôi đình vu hãm nhân viên phục vụ lấy cắp đồng hồ của mình giờ tìm được rồi khâu tử kiện mặt đỏ bừng cầm lấy chiếc đồ hồ đó sau khi xác định đúng là của mình mới lúng túng nói Tôi, tôi vừa rồi uống hơi nhiều nên quên. Trương Dương nói, anh còn quên một việc. Khâu Tử Kiện nói, việc gì? Một lời xin lỗi. Khâu Tử Kiện cắn cắn môi, ở trước mặt nhiều người như vậy bảo hắn phải xin lỗi một nhân viên phục vụ, điều này đối với loại tự cho mình là cao như hắn mà nói là một điều vũ nhục, nhưng dưới ánh mắt uy nghiêm của Trương Dương, hắn cũng không dám phản bác, cuối cùng đành cúi đầu, nói với nhân viên phục vụ đó, ngại quá. Tôi đã hiểu lầm cô nhân viên phục vụ đó thấy đã được rửa oan, ủy khuất trong lòng cuối cùng cũng được phóng thích, dựa vào trong lòng Trung Hải Yến lớn tiếng khóc giống lên. Trung Hải Yến vỗ vai cô ta, thấp giọng khuyên giải an ủi. Đám ngôi sao Hong Kong và Khâu Tử Kiện đều cảm thấy xấu hổ, đang chuẩn bị đi thì lại Trương Dương gọi lại, Trương Dương nói các vị nhớ kỹ cho tôi, con người ai cũng có tôn nghiêm, tôi mời các vị đến Nam Tích, đối đãi như khách quý, nhưng không có nghĩa là địa vị của các vị cao hơn chúng tôi, mà đó là vì lễ nghi của Trung Quốc chúng tôi, người Trung Quốc đều chú trọng lễ tiết, tôn trọng lẫn nhau, có đi có lại, đây là đạo lý cơ bản nhất mà người Trung Quốc ai cũng hiểu. Nếu các vị không coi mình là người Trung Quốc thì coi như câu này tôi chưa nói. Chương 573, không có năng lực thì đừng tinh vi ba. Khâu Tử kiện trong lòng không phục, nhưng hắn cũng hiểu rằng mình đối lý, nhìn bộ dạng Trương Dương cũng không phải là nhân vật dễ chơi, hôm nay tốt nhất nên nhận thua. Sau khi mọi người tản đi, Vương chuẩn đi tới bên cạnh Trương Dương, ái náy nói, ngại quá, chuyện này thật sự là ngoài ý muốn. Trương Dương tức giận nói, anh nhìn xem những người anh mời tới là ai. Hoặc là một phần tử xã hội đén, hoặc là diễn viên khiêu dâm, đám người này mà cũng đám gọi là đội bóng đá ngôi sao Hong Kong ư, sáng mai tới đứng ở trên sân thể thao. Có phải là có chút ảnh hưởng đến hình tượng của chính phủ Nam Tích chúng tôi không? Vương chuẩn cười nói, không nghiêm trọng như anh nói đâu, Hiện tại ai ai cũng mắc bệnh ngôi sao, mấy vị minh tinh của đại lúc hình tượng cũng không được tốt lắm. Trương Dương nói, chuyện buổi tối hôm nay tôi không truy cứu, có điều cũng không thể đánh oan người ta như vậy được. Khâu Tử Kiện không phải đã xin lỗi rồi sao? Trương Dương nói, xin lỗi là được à, hắn đánh người ta một bà tai, đây chẳng những là làm thương hại nhân thân, còn liên quan tới cả vũ nhục nhân thân nữa. Tôi nếu thật sự để bụng, Khâu Tử Kiện hắn đừng hòng rời khỏi Nam Tích. Vương chuẩn quen Trương Dương đã lâu rồi, đối với tính cách của Trương Dương cũng nắm khá rõ, biết thằng ôn này cũng không phải là hạng nhã nhận gì. Vương chuẩn cũng không muốn vì chuyện này mà tổn thương hòa khí của bọn họ, cười nói, như vậy đi, lát nữa tôi bảo khâu tử kiện lấy một ngàn đồng ra coi như là bồi thường tinh thần, anh thấy được không? Trương Dương gật đầu, chỉ cần khiến khâu tử kiện chịu thua là được, giết người chẳng qua chỉ cần gật đầu, cũng không tất yếu phải đuổi tận giết tuyệt. Hắn nói với Vương Chuẩn, phí biểu diễn anh nói rõ cho bọn họ đi, lần này đến Nam Tích, tôi dùng rượu ngon thuốc thơm chiêu đãi, nhưng trước đó chúng ta không hề nhắc tới chuyện phí biểu diễn, chỉ nói là biểu diễn từ thiện, đừng nói là 50 vạn, năm xu tôi cũng không đưa. Vương Chuẩn nói, tôi thật sự không biết chuyện bọn họ đòi tiền, anh yên tâm, chuyện này tôi sẽ giải quyết, nếu bọn họ dám tìm anh đòi tiền, tôi sẽ liên hợp với công ty điện ảnh phong sát bọn họ. Trương Dương vỗ vỗ vai Vương Chuẩn, nói, sớm đã biết anh là bạn trí cốt mà. Vương chuẩn cười nói, chúng ta quen nhau lâu như vậy rồi, tôi là người như thế nào anh chẳng lẽ còn chưa biết. Sau khi rời khỏi đó, Trương Dương đi tới đại sảnh khách sạn, nhìn thấy Trung Hải Yến vẫn còn đứng đó khuyên nữ nhân viên phục vụ kia, Trương Dương đi tới cười nói, không sao cả, chuyện đã được giải quyết rồi. Hắn đem kết quả thương lượng vừa rồi nói cho Trung Hải Yến, nữ nhân viên phục vụ đó nghe nói đối phương trả cho cô ta một ngàn đồng coi như bồi thường, lập tức cũng ngừng khóc, một bà tai đổi lấy một ngàn đồng, còn là đô la Hồng Kông, cũng không đến nỗi nào, trong lòng cuối cùng cũng tìm lại được một chút cân bằng. Trung Hải Yến bảo nhân viên phục vụ đó đi nghỉ ngơi, thở dài nói, chủ nhiệm Trương, đám người này thật sự rất khó hầu hạ. Trương Dương cười nói, người ta là ngôi sao Hong Kong, đều là hạng có tiếng và thế lực, tính tình khó chịu một chút cũng là điều khó tránh, dù sao cũng chỉ ở một đêm thôi, ngày mai là bọn họ đi rồi mà, không có việc gì đâu. Trung Hải Yến gật đầu nói, ngôi sao thì đúng, có điều tôi thấy bọn họ tất cả đều là diễn viên phản diễn, một đám như quỷ xà thần, sớm biết rằng như vậy Hải Thiên chúng tôi nói sao cũng không tiếp đãi. Trương Dương thần nghĩ các cô không tiếp đãi ư, có dám không? Món nợ lần trước của đoàn Kim Long tôi còn chưa tính toán với hắn, khi hai người đang nói chuyện thì nhìn thấy hai nữ học sinh đi qua người họ. Trung Hải Yến thở dài nói, nhìn thấy chưa, tuy không phải là ngôi sao gì, nhưng vẫn hấp dẫn được không ít bé gái, giờ là mấy giờ rồi mà còn có người đến tìm bọn họ xin chữ ký. Trương Dương nói, khách sạn mặc kệ sao? Trung Hải Yến nói, yên tâm đi, tầng 12 đặc biệt an bài 4 gã bảo vệ, không để người không phận sự vào đâu. Trương Dương gật đầu nói, tôi thấy bên trong đám ngôi sao Hong Kong này chẳng có được mấy người tử tế, vẫn nên cẩn thận, ngàn vạn lần đừng để xảy ra sự đoan. Trung Hải Yến nói anh, tôi so với anh còn sợ hơn một đám ngôi sao này căn bản chính là một đám ôn thần. Thật ra Trương Dương hiện tại cũng có chút hối hận, sớm biết rằng đội bóng đá ngôi sao đức hạnh như thế này, hắn nói sao cũng sẽ không mời bọn họ tới, nhưng ngày mai thi đấu rồi, thanh thế cũng đã tạo rồi, hiện tại đã đâm lao thì phải theo lao, phải tiến hành chuyện này đến cùng. Trung Hải Yến nói, chủ nhiệm Trương, tôi thấy anh hay là đừng đi, tối nay tôi mở một căn phòng hào hoa cho anh, anh ở lại đây áp trận đi, vạn nhất xảy ra chuyện gì cũng tiện giải quyết cô ta làm quán ba nhiều năm, loại người gì cũng từng thấy qua, vừa liếc một cái là biết, huống chi đám ngôi sao Hong Kong này đã đến được một thời gian rồi, biểu hiện của bọn họ Trung Hải Yến đều đã thấy hết. Trương Dương cười cười, hắn biết Trung Hải Yến vẫn sợ lại xảy ra chuyện, chuyện vừa rồi hắn cũng đã nhìn thấy, trừ mình ra, quả thật là không có ai khác có thể chấn nhiếp được đám ngôi sao hạng hai này. Trương Dương nói, được, vậy tôi nay tôi sẽ ở lại chỗ cô. Phó Trường Trinh vội vàng chạy xuống, Gã cười khổ nói, không biết vì sao lại có nhiều fan hâm mộ chạy tới như vậy, bốn gã bảo vệ bận quá. Trương Dương nói, nữ hài tử hiện tại có phải đầu óc có vấn đề hay không, đám ngôi sao này bộ dạng chẳng ra làm sao mà cũng có người mê à. Phó Trường Trinh nói, hiện tại đang thịnh cái này, fan hâm mộ đều là mù quáng, quản lý chung, chắc phải tăng cường phái thêm nhân thủ, buổi tối cũng phải có người gác, tôi sợ quấy dậy đám ngôi sao Hong Kong này nghỉ ngơi, rồi lại có chuyện không hay. Trung Hải Yến nói với Trương Dương, "Nhìn thấy chưa, đám ngôi sao này mang đến cho chúng tôi bao nhiêu là phiền toái." Trương Dương cười nói, "Quản lý chung vất vả rồi, chờ sau khi chuyện này kết thúc, tôi sẽ bảo ủy ban thể dục thể thao tặng cờ thưởng cho cô." Trung Hải Yến cười nói, "Miễn đi, tôi không nhận đâu, được rồi, hai người nói chuyện đi, tôi tới an bài nhân thủ chị an." Phó Trương Trinh nhìn thấy Trương Dương lúc này vẫn chưa đi, có chút kinh ngạc nói, "Chủ nhiệm Trương, ngài không định đi à?" Trương Dương nói, không, quản lý trung sợ đám ngôi sao Hong Kong này gây chuyện, bảo tôi ở lại áp trận. Phó Trường Trinh nói, đám người này là sao phiền toái mới đúng, tôi thấy bọn họ 89 phần 10 là bất mãn vì không có phí biểu diễn, muốn tìm cơ hội phát tiết. Trương Dương nói, tôi cũng muốn xem ai dám gây chuyện, cái lão hồ ly vương chuẩn này, mang tới cho tôi một đám diễn viên hàng hai thật giả lẫn lộn, tôi sau này kiểu gì cũng phải tính sổ với y. Phó Trường Trinh cũng cười nói, vẫn được mà, nhìn mặt cũng có chút quen thuộc, phim do tên khâu tử kiện đó đóng vai chính vừa mới được chiếu, hôm nay nhiều nữ hài bị dụ tới như vậy cũng là vì hắn. Trương Dương nói, nhìn cái bộ dạng gấu chó của hắn, chuyện vừa rồi còn chưa làm rõ đã vu hãm cho nhân viên phục vụ, còn ra tay đánh người, nếu không phải tôi nghĩ tới đại cục, hôm nay kiểu gì cũng nện cho hắn một trận. Phó Trường Trinh nói, chuyện cũng chưa tới mức đó, chỉ đành vậy thôi, chứ nếu đuổi họ đi rồi thì biết chạy đi đâu tìm người. Trương Dương nói thôi, cứ nhắc tới đám cháu chắt này là tôi lại tức giận, đi ngủ sớm một chút đi. Phó Trường Trinh nghe nói Trương Dương không đi, gã cũng không định trở về, tìm nhân viên phục vụ hỏi thẻ phòng rồi cùng Trương Dương về phòng. Phòng hào hoa đương nhiên thiết bị không tồi, Phó Trường Trinh ngủ ở gian ngoài, Trương Dương ngủ ở gian trong, vừa mới nằm xuống thì nghe thấy điện thoại đổ chuông, Trương Dương cầm lấy điện thoại, bên trong truyền đến một giọng khiêu gợi, tiên sinh, có cần phục vụ không? Trương đại quan nhân biết rõ rồi còn giả bộ hồ đồ, phục vụ gì cư. Muốn phục vụ gì thì được phục vụ cái đó. Tiên sinh có muốn mát xa không, kỹ thuật của tôi là nhất lưu đó, đảm bảo anh sẽ thích. Trương Dương nói, xin lỗi, tôi mệt lắm rồi, chỉ muốn ngủ thôi. Ngủ một mình thì buồn lắm. Trương Dương dầm một tiếng dập máy, hắn lắc đầu, phục vụ sắc tình của Hải Thiên cũng ngang nhiên thật, chờ sau khi chuyện này qua đi, hắn sẽ tra kỹ nơi này đoàn kim long không ngờ dám chơi hắn lần này nhất định phải đánh cho đoàn kim long không thể lật mình điện thoại lại vẫn quật cường đổ chuông phó trường trinh cũng bước vào cười nói hải thiên ban đêm thật đúng là náo nhiệt quá trương dương nói ai cho bọn họ lá gan lớn như vậy không ngờ dám làm như vậy ở đây ảnh hưởng quá ác liệt hình tượng của nam tích sẽ bị hủy trong tay đám người này hôm khác tôi sẽ tìm trương đức phóng hỏi kỹ một chút Phó Trường Trinh nói, hiện tại loại chuyện này đã không còn gì là lạ nữa rồi, mỗi lần tôi đi công tác, vào ở khách sạn đều có người gọi điện thoại mời. Trương Dương không nói gì, trong đầu bắt đầu cân nhắc, đoàn kim long lớn gan như vậy, có phải Trương Đức Phóng làm chỗ dựa cho hắn hay không, giữa hai người bọn họ phải chăng có cấu kết gì đó, nếu là thật thì Trương Đức Phóng đúng là hết thuốc chữa rồi. Trương Dương rút dây điện thoại ra, ngáp một cái rồi nói, lần này thì không còn ai gọi được nữa, đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai còn phải hầu hạ đám cháu chắt đó nữa. chương 574, đêm kinh hoàng 1 Ngủ đến nửa đêm, tiếng cãi nhau kịch liệt ở bên ngoài đánh thức Trương Dương, trong hành lang có giọng nữ lanh lảnh vang lên, anh con mẹ nó biến thái quá, muốn hại chết người à. Sau đó trên đường ra lại vang lên tiếng tranh cãi ẩm ý, rồi tiếp theo chuyển đến tiếng đánh nhau và tiếng hét thất thanh của con gái. Trương Dương mặc quần áo vào, đi ra cửa, Phó Trường Trinh cũng cũng dậy, bước ra ngoài, Tiếng nói bên ngoài càng trở nên rõ ràng hơn. Nghe thấy một nữ nhân gào khóc, tôi sẽ báo cảnh sát, tố cáo đám lưu manh, biến thái các anh. Cô dám báo cảnh sát ư, người bị bắt trước chính là cô đó. Trương Dương đi ra ngoài, nhìn thấy hai nam tử đứng ở cửa phòng số 1212, một gã nam tử trong đó còn để mình trần, một cô gái quần áo hở hang cũng ngồi ở đó, đau đớn ôm ngực, xem ra là vừa bị đánh. Cô ta khóc thút thiết nói, hai người các anh muốn chơi một mình tôi còn không chịu trả tiền. Tên nam tử mình trần kia tiến lên đá cho cô ta một cái, mau cút đi, biết chúng tôi là ai không? Đều là khách quý mà chính phủ thành phố Nam Tích mời đến, tất cả phí dụng của chúng tôi đều do thị lý thanh toán, tìm chúng tôi đòi tiền ư. Không cần mạng nữa à? Một tên thì lười biếng nói, cô đi tìm ủy ban thể dục thể thao Nam Tích mà đòi, tất cả phí dụng của chúng tôi đều là bọn họ gánh vác đèn trong hành lang tuy rằng rất tối, nhưng Trương Dương vẫn nhận ra hai nam tử đó đều là của đội bóng đá ngôi sao Hong Kong, Trương Đại Quan Nhân trong lòng lửa giận bốc ngùn ngụt, con mẹ nó, chúng mày là hạng người gì vậy, hai tên ngôi sao hạng hai, tác phong hạ lưu, mời chúng mày đến là để thi đấu hữu nghị, đám cháu chất này không ngờ lại dám gọi gái tới đây, chơi xong lại không trả tiền, không ngờ còn nói do Ủy ban Thể dục Thể thao thành phố Nam tích thanh toán, mày con mẹ nó không phải là bôi nhỏ hình tượng quang huy của Ủy ban thể dục thể thao nam thích sao? Trương Dương bước nhanh tới, Phó Trường Trinh cảm giác được có chút không ổn, vội vàng đuổi theo Trương Dương, nói khẽ, đừng xung động, chuyện này không dễ giải quyết đâu. Trương Dương nào có thèm nghe lời gã, đi lên phía trước hung hát tát cho tên nam tử mình trần kia một cái, đánh cho thằng ôn đó lảo đảo ngã xuống đất, tên ngôi sao còn lại cũng ngây ra, ai ngờ nửa đường đột nhiên giết ra một trình rào kim, Trương Dương chỉ vào mũi hắn mắng, đồ vô liêm sỉ, hình tượng của thành thị nam tích chúng tao để mặc cho mày bôi nhọ như vậy ư. Hắn lại nhấc chân lên, đá vào đít tên kia một cái. Nữ nhân ngồi trên đất nhìn thấy tình huống không ổn, xoay người bỏ chạy, tiền cũng không buồn đòi nữa. Nửa đêm nửa hôm, chỉ hơi có chút động tĩnh là cả tầng đều nghe thấy, có sáu người lục đục từ trong phòng chạy ra, nhìn thấy bên mình người đánh, mấy diễn viên Hong Kong đều xông lên lý luận với Trương Dương khi vương chuẩn đi ra trương dương đã bị năm sáu tên diễn viên hong kong vây ở giữa bọn họ đều chỉ trích anh sao lại đánh người có kiểu đối đãi với khách nhân như vậy ư chúng tôi không đá nữa đúng không đá nữa dù sao cũng không trả tiền mà trương dương tức giận nói tức giận nói cút con mẹ chúng mày hết đi các đám cháu chắt mày tao không hầu hạ nữa vương chuẩn mặc áo ngủ đi tới bên cạnh trương dương có chuyện gì vậy trương dương thật sự nổi giận rồi Trừng mắt quát Vương Chuẩn, cái đám người này không ngờ dám công khái gọi gái, tôi mời các người tới là để thi đấu, không phải là để các người bôi nhọ nam tích. Vương Chuẩn cũng thấy chuyện này có chút xấu hổ, ho khan một tiếng, kéo Trương Dương sang một bên, nói: "Chủ nhiệm Trương, đừng làm to chuyện, việc này ngàn vạn lần đừng làm to chuyện, một bên tình nguyện đánh một bên tình nguyện chịu đòn, anh một mắt mở một mắt nhắm đi, cứ coi như là không thấy." Trương Dương tức giận nói: "Anh nói nghe dễ dàng nhỉ?" anh xem đám người này đã làm ra những chuyện gì. Lúc đang nói chuyện thì lại có mấy cô gái từ trong phòng quần áo sộc sạch chạy ra. Trương Đại Quan Nhân giận thật rồi. Vương chuẩn nhìn thấy tình trạng trước mắt, cười khổ nói: tại anh tại à, tại cả hai bên. Hải Thiên nếu không phục vụ loại dịch vụ này, bọn họ cũng sẽ không làm ra loại chuyện này. Lúc này quản lý Trung Hải Yến của Hải Thiên cũng chạy tới. Cô ta sau khi biết chuyện gì đã xảy ra, lập tức biến sắc càng là sợ xảy ra chuyện thì thì chuyện lại càng xảy ra, những này nữ tử phong trần này sao lại lẻn được vào đây. Trương Dương sắc mắt xanh lét nói, Trung Hải Yến, cô giải thích cho tôi. Trung Hải Yến cắn cắn môi, cô ta nhìn nhìn bốn phía, mấy tên bảo vệ không biết đã trốn đi đâu ngủ rồi, cô ta thiên phòng vạn phòng, nhưng lại không nghĩ tới phòng bị đám nữ tử phong trần này, chuyện hôm nay muốn che đậy cũng không che đậy được. Cô ta ngây ra một lúc mới nghĩ ra một lý do, bộ phận sauna là do người ngoài nhận thầu, hải thiên của chúng tôi không có liên quan gì cả trương dương nói không có liên quan gì ư được tôi không tin không làm rõ được chuyện này trung hải yến nhìn thấy vẻ mặt tức giận của trương dương trong lòng cảm thấy vô cùng sợ hãi một dự cảm bất tường dâng lên trong lòng cô ta chuyện hôm nay chỉ sợ phiền toái rồi cô ta thử thuyết phục trương dương thấp giọng khuyên nhủ chủ nhiệm trương chuyện hôm nay liên quan tới cả đội bóng đá ngôi sao hong kong Chuyện này nếu như bị truyền ra thì chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến danh dự của nam tích chúng ta. Tôi thấy hay là tạm thời đừng để lộ ra ngoài, đừng làm to chuyện làm gì, nếu bên trên truy cứu xuống. Đối với ai cũng đều không có lợi. Vương chuẩn cũng đi tới khuyên Trương Dương, chủ nhiệm Trương, loại chuyện này làm ẩm ý ra cũng không hay. Tôi thấy hay là coi như xong rồi đi, lát nữa tôi sẽ tìm bọn họ tính sổ, bảo bọn họ ngày mai biểu hiện thật tốt, có được không? Trương Dương tuy rằng rất căm tức, nhưng hắn cũng không thể không cân nhắc hậu quả nếu chuyện này lộ ra ngoài, đội bóng đá ngôi sao Hong Kong dù sao cũng là hắn mời đến, ngày mai trận đấu sẽ cử hành, tối nay để lại xảy ra vụ bê bối này, bị truyền ra chẳng những phía Hong Kong mất mặt, ngay cả ủy ban thể dục thể thao, ngay cả thành phố Nam Tích cũng bị cuốn vào bên trong vụ bê bối này, trong lòng Trương Dương cũng có chút do dự. Trung Hải Yến gần như cầu xin nói, chủ nhiệm Trương, cho chúng tôi một một cơ hội được không? Trương Dương trong lòng cũng hơi nguôi ngoai, đang chuẩn bị lên tiếng thì bỗng nhiên nghe thấy một tiếng hét thảm. Tất cả mọi người đều ngây ra, tiếng hét thảm này là từ phòng 1216 chuyển ra, căn phòng đó là nơi ở của ngôi sao Hong Kong Khâu Tử Kiện, nhưng tiếng kêu thảm thiết đó rõ ràng của một nữ nhân. Trương Dương là người đầu tiên lao tới, nhấc chân đá văng cửa phòng của Khâu Tử Kiện. Nhìn thấy Khâu Tử Kiện khoác áo ngủ vẻ mặt hoảng sợ đứng ở đó, cửa sổ của phòng hắn đang mở rộng, trước cửa còn còn có một đôi giày của nữ nhân. Trương Dương còn chưa rõ có chuyện gì xảy ra thì nghe thấy bên dưới lầu có người hét, người nhảy lầu, có người nhảy lầu. Khâu Tử kiện sợ tới mức nói lắp bắp tôi, tôi không làm gì cô ta cả, là cô ta tự mình nhảy. Trương Dương nghe thấy có người nhảy lầu, trong đầu ong một tiếng, con mẹ nó, sợ cái gì thì cái đó đến, đám người này đúng là chỉ biết gây phiền toái, từ tầng 12 nhảy xuống, khẳng định mất mạng. Chuyện này hôm nay hoàn toàn xong rồi, không khéo mình cũng phải gánh vác trách nhiệm. Trương Dương cố không nghĩ nhiều, thò người ra ngoài nhìn, đầu của hắn vừa thò ra ngoài cửa sổ liền nghe thấy có một nữ nhân hét đến khản cả cổ cứu mạng. Cứu mạng. Khâu Tử Kiện nghe thấy tiếng kêu, cũng thò đầu ra theo, thì ra nữ nhân đó từ tầng 12 trượt chân ngã xuống không phải là giả, nhưng trong lúc thất kinh không ngờ lại tóm được mép ban công ở tầng 9 rộng hơn một thước, cái này cũng coi như là vạn hạnh trong bất hạnh. Trương Dương lo lắng cô ta kiệt sức, không dám kéo dài nữa, từ cửa sổ bò ra ngoài. Nhắm chuẩn vị trí của nữ nhân đó Giang hai tay ra Thân thể hạ thẳng xuống Khâu tử kiện và đám người vây xem Nhìn thấy Trương Dương cũng nhảy xuống Tất cả mọi người đều hét lên một tiếng kinh hãi Nhưng lập tức liền nhìn thấy Trương Dương Cũng vững vàng tóm được mép ban công Trương Dương tóm lấy cánh tay Của nữ nhân đó Lớn tiếng nói chờ bọn họ mở cửa sổ Tôi ném cô vào Nữ nhân đó bị dọa cho hồn phi phách tán Chỉ biết hét không ngừng Trương Dương bực mình gầm lên câm miệng nữ nhân đó bị hắn dọa, quả nhiên không hét nữa, nhưng nước mắt vẫn không ngừng tuôn. Không lâu sau, khách sống ở gần cửa sổ tầng 9 mở cửa sổ ra, Trương Dương một tay nắm lấy mép ban công, tay kia nâng nữ nhân đó lên, nữ nhân đó liều mạng ôm lấy mép bần công không chịu buông. Trương Dương mắng, cô tỉnh táo lại đi, tôi tới cứu cô mà. Nữ nhân đó chỉ một mực lắc đầu. Lúc này Trung Hải Yến và một đám người cũng chạy tới phòng ở hiện trường, thả một sợi dây thừng xuống, Trương Dương túm lấy dây thừng rồi buộc lên người nữ nhân đó, buộc xong liền nói cô túm lấy dây thừng để họ kéo cô lên. Nữ nhân đó lúc này đã tỉnh táo hơn được một chút, hai tay tóm lấy dây thừng, người ở bên trên cùng nhau động thủ kéo cô ta lên. Trương Đại Quan Nhân ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện nữ nhân đó chỉ mặc một cái áo khoác, bên trong không ngờ lại không có quần áo gì khác, Trương Đại Quan Nhân thềm kêu xui xẻo. Hắn theo sau bò lên, Phó Trường Trinh vươn tay về phía hắn, Trương Dương lắc đầu, tự mình bò lên nắm vào cửa sổ rồi nhảy vào phòng. chương 574, đêm kinh hoàng 2 Sau khi nữ nhân đó được cứu, thần chí mơ hồ, cô ta chỉ biết khóc. Trương Dương nói với Trung Hải Yến, Trung Hải Yến, tối nay cô định xử lý thế nào? Trung Hải Yến nhìn nữ nhân đó, cô ta cũng không biết, có chút giật mình nói, cô ta không phải là người của khách sạn chúng tôi. Cô ta nói xong sợ Trương Dương không tin, liên nhắc lại cô ta thực sự không phải là người trong khách sạn của chúng tôi nữ nhân đó kéo áo khoác trốn ở góc tường trông vô cùng đáng thương trương dương xua xua tay tỏ ý bảo nam sĩ toàn bộ ra ngoài vương chuẩn cũng sợ tới mức không đi được vừa rồi thiếu chút nữa thì xảy ra án mạng không phải nữ nhân đó mạng lớn thì giờ đã ngã nát bươm rồi y chỉ vào mũi khâu tử kiện mà chửi trương dương nhìn cục diện lộn xộn trước mắt trong lòng thật sự là buồn bực đến cực điểm đội ngôi sao Hong Kong là hắn mời đến, nhưng không ai ngờ lại làm ra nhiều chuyện ẩm ý như vậy, còn thuyết chút nữa xảy ra tai nạn chết người, chuyện đêm nay một khi bị lộ ra, tất cả mọi người đều xui xẻo. Khâu tử kiện lúc này cũng chỉ muốn quỳ xuống, hắn khó khăn lắm mới có được chút thanh danh, mắt thấy cuối cùng có khả năng để nổi tiếng rồi, nhưng tối nay lại gặp xui xẻo, hắn liên tục giải thích tôi, tôi không gọi gái. Cô ta chỉ là một fan hâm mộ, chúng tôi nói chuyện rất hợp ý, cho nên vương chuẩn tức giận nói cho nên anh liền quan hệ với cô ta ư trình độ của anh cao quá nhỉ khâu tử kiện vẻ mặt cầu xin nói vừa rồi bên ngoài loạn như vậy cô ta sợ cho nên liền trèo ra ngoài cửa số muốn đứng ở ban công trốn một lúc nhưng không ngờ lại trượt chân rơi xuống thật sự không phải là tôi đẩy cô ta trương dương giơ ngón giữa lên ngoác ngoác vương chuẩn vương chuẩn đi tới trương dương gần từng chữ vương chuẩn à vương chuẩn tôi vẫn luôn coi anh là bạn anh cứ như vậy chơi tôi ư. Vương chuẩn kêu khổ không ngừng, tôi thực không có ý đó, tôi làm sao mà biết cái đám này lại không ra gì như vậy. Trương Dương nói, tôi cho anh một cơ hội cuối cùng, buổi chiều ngày mai trước khi trận đấu chính thức bắt đầu, anh phải gọi tới một đội cho tôi, là đội bóng đá ngôi sao hàng thật giá thật, phải là thiên vương, thiên hậu gì đó, anh có bao nhiêu năng lực thì xử hết bấy nhiêu năng lực ra cho tôi, nếu không cái đám cháu chất này tất cả đều phải ngồi tù, anh cũng không ngoại lệ. Vương chuẩn nói, chủ nhiệm trương, hai ta có giao tình gì chứ, đừng bởi vì này chuyện này mà tổn thương hòa khí. Trương Dương cười lạnh nói, lúc này đừng nói giao tình với tôi, anh nếu thực sự coi tôi là bạn thì đã không kéo cái đám rác rưởi này đến chơi tôi. Trận đấu 3 giờ chiều ngày mai sẽ bắt đầu, anh không phải là đại đạo diễn quốc tế ư. Tôi chỉ cần một đội bóng người một người, nam nữ tôi mặc kệ, biết đá bóng hay không tôi cũng không quan tâm, cái tôi cần là danh tiếng, phải là ngôi sao nhất lưu, không phải là đám tuyến hai vàng thao lẫn lộn này, anh hiểu chưa? Vương chuẩn nhìn thấy Trương Dương thật sự nổi giận rồi, y cũng không dám lý luận với hắn, cười khổ nói tôi sẽ cố hết sức. Trương Dương xoay người lại, nhìn thấy khâu tử kiện vẫn ngây ngốc đứng sau mình, trong nhất thời lửa giận sộc lên, vung tay tát cho thằng ôn này một phát, đánh cho khâu tử kiện rách miệng chảy máu, khâu tử kiện ôm miệng nói anh. Anh sao lại đánh người? Trương Dương dí lên chán khâu tử kiện nói, anh nhớ kỹ cho tôi, về sau đừng có chạy tới đại lục tự tìm lấy mất mặt nữa hải thiên xảy ra chuyện lớn như vậy chủ tịch đoàn kim long cũng chạy đến y sau khi tới liền áp dụng sách lược ác nhân cáo trạng trước muốn dùng khí thế để áp đảo trương dương y vẻ mặt oán giận nói chủ nhiệm trương tôi cần một lời giải thích của anh những khách nhân này là anh an bài đến hải thiên hiện tại xảy ra nhiều chuyện như vậy ủy ban thể dục thể thao của các anh phải chịu trách nhiệm trương dương nghĩ thầm được thôi tao còn chưa tìm mày tính sổ mà mày đã định cắn tao trước rồi à, Trương Dương tao dễ khi phụ như vậy ư. Trương Dương gật đầu, nói với đoàn Kim Long, nơi này không phải là chỗ để nói chuyện. Đoàn Kim Long tuy rằng sau khi tới tới đã khởi binh vấn tội Trương Dương, nhưng khí thế của y không đủ, y trên đường tới đã hỏi rõ rốt cuộc ở đây đã xảy ra chuyện, tổ chức chứa chấp bán dâm cũng không phải là tội nhẹ, đoàn Kim Long cũng không muốn làm lớn, y giả vờ bộ giảng căm giận tiểu chung, chuyện ở đây cô xử lý đi, tôi và chủ nhiệm Trương vào văn phòng nói chuyện. Trương Dương trước khi đi, nói khe với Phó Trường Trinh, chú ý Trung Hải Yến cho tôi, nữ nhân này cũng không phải bình thường đâu, chú ý động hướng của cô ta, tùy thời báo cáo lại cho tôi. Phó Trường Trinh gật đầu. Đoàn Kim Long phân tích toàn diện tình thế trước mắt, đội ngôi sao Hong Kong là Trương Dương mời đến, Hải Thiên phụ trách chiêu đãi, nhưng cũng không có nói là cung cấp phục vụ sắc tình cho những người này. Chuyện này sau khi bại lộ, đã đưa việc Hải Thiên phục vụ mại dâm lên mặt nước, điều này đối với y là khá bất lợi, nhưng một phía là đám ngôi sao Hong Kong, nếu chuyện này làm to ra, mặt mũi của ủy ban thể dục thể thao cũng khó coi, thậm chí hình tượng của thành phố Nam Thích cũng sẽ bị ảnh hưởng, thị lý nếu truy cứu chuyện này. Trương Dương thân là chủ nhiệm ủy ban thể dục thể thao khẳng định sẽ phải gánh vác trách nhiệm, cho nên Đoàn Kim Long cho rằng tối nay mình nắm quyền chủ động, Trương Dương không dám to tiếng. Tới văn phòng của Đoàn Kim Long, Trương Dương ngồi xuống sa lông, lạnh lùng nhìn Đoàn Kim Long, hắn cũng muốn xem xem thằng cha này có lời gì muốn nói. Đoàn Kim Long giả bộ không nén được giận, "Chủ nhiệm Trương, Hải Thiên của chúng tôi khai trương lâu như vậy rồi, trước giờ chưa từng xảy ra chuyện như vậy, nếu truyền ra ngoài, danh dự của Hải Thiên chúng tôi sẽ phải chịu bao nhiêu ảnh hưởng, bao nhiêu tổn thất." Trương Dương không nói gì, hắn vẫn muốn xem xem Đoàn Kim Long sẽ nói gì tiếp. Đoàn Kim Long nói, chúng tôi vì ủng hộ sự nghiệp thể dục thể thao của Nam Tích, lần này xuất ra 35 vạn, chúng tôi cũng không nghĩ tới sẽ được hồi báo, nhưng loại chuyện này thật sự là quá khiến người ta tức giận. Chủ nhiệm Trương, ngài xem ngài mời tới loại người gì. Trương Dương nói, đoạn tổng là đang tìm tôi khởi binh vấn tội, cho rằng chuyện đêm nay tất cả đều là trách nhiệm của tôi. Đoàn Kim Long nói, những ngôi sao Hong Kong này đều là ủy ban thể dục thể thao các vị mời đến mà y không dám nói thẳng là trách nhiệm của trương dương nhưng những lời này chẳng khác nào là uyển chuyển chỉ ra không phải trách nhiệm của anh thì chẳng lẽ là trách nhiệm của tôi nếu không phải anh gọi đám ngôi sao hàng hai hong kong đó tới đây sao xảy ra nhiều chuyện phiền toái như vậy trương dương nói phục vụ mại dâm được hợp pháp hóa lúc nào vậy ai cho phép hải thiên các vị làm loại chuyện này đoàn kim long lời lẽ hùng hồn nói chỗ nào có phục vụ mại dâm tôi đã tìm hiểu tình huống nữ nhân này căn bản không phải ta là của hải thiên chúng tôi, tất cả đều là fan hâm mộ của đám ngôi sao Hong Kong đó. Đây là đoàn Kim Long trước đó đã nghĩ tốt một cái cớ, dù sao đám gái bán dâm đã thừa lúc hỗn loạn mà bỏ chạy, y trước khi tới đây đã bảo đám gái của bộ phận sau na bỏ của chạy lấy người rồi, không bắt được người, y nói thế nào cũng được. Trương Dương lúc này mới mới phát hiện ra sự xảo trá của đoàn Kim Long, hắn cười ha ha nói, đoàn Kim Long, anh dám làm không dám nhận, được rồi vậy chúng ta sẽ triệt để lôi chuyện này ra, xem ai rốt cuộc vì chuyện này mà trả giá. Đoàn Kim Long không ngờ Trương Dương kiên cường như vậy, rất có ý tứ cùng y liều mảng cá chết lưới rách, đoàn Kim Long cũng không dám liều theo, y là người làm ăn, nếu lôi chuyện này ra, danh dự của Hải Thiên tất nhiên sẽ xuống dốc không phanh, về sau làm sao có thể tiếp tục lăn lộn ở Nam Tích. Nghĩ đến đây y lập tức đổi sang tươi cười, nói chủ nhiệm trương, anh thấy đóm chuyện này cũng may là chưa xảy ra án mạng trương dương cười lạnh một tiếng không nói gì đoàn kim long nuốt nước bọt nói thật ra loại chuyện này không nên làm lớn đối với ai cũng không tốt tôi thấy hay là tận lực khống chế ảnh hưởng đừng để chuyện này truyền ra ngoài chuyện lớn hóa nhỏ đi đoàn kim long bắt đầu chủ động nhượng bộ y cho rằng trương dương cũng không muốn làm lớn chuyện này trương dương nói đề nghị của đoạn tổng thật sự là rất hay đoàn kim long cho rằng hắn đã đồng ý mỉm cười nói chủ nhiệm trương yên tâm chuyện tiếp sau tôi sẽ tự mình đi giải quyết, nhất định sẽ vạn vô nhất thất. Trương Dương nói, có câu tôi muốn hỏi anh, lúc trước thạch thắng lợi trêu ghẹo quan chỉ tình, chuyện này có phải anh là chủ sự hay không? Đoàn Kim Long ngây ra, y không ngờ Trương Dương đột nhiên hỏi tới chuyện này, y vốn cho rằng chuyện này đã qua rồi, nếu không phải trong lòng có quỷ, y lần này cũng sẽ không thống thống khoái khoái bỏ ra 30 vạn để tài trợ trận đấu bóng đá ngôi sao. Đoàn Kim Long đương nhiên sẽ không thừa nhận, y ra vẻ hồ đồ nói, tôi không biết anh đang nói gì cả. Trương Dương nói, giả bộ hồ đồ với tôi à? Đoàn Kim Long muốn người ta không biết, trừ phi đừng làm, anh cho rằng thạch thắng lợi là đồ ngu ư, cho nên lợi dụng hắn khơi màu mâu thuẫn giữa tôi và hắn, muốn để hai người chúng tôi lưỡng bại câu thương. Chỉ tiếc Thạch Thắng Lợi chỉ là một tên hèn yếu, hắn chẳng những nhận sai với tôi mà còn khai cả anh ra nữa. chương 574, Đêm Kinh Hoàng 3 đoàn kim long trên trán đã đầy mồ hôi lạnh, tư vị bị người khác vạch trần âm mưu cũng không dễ chịu gì. Y vẫn mạnh miệng nói, chủ nhiệm trương, anh thế này không phải là vô hại cho tôi ư. Đoàn kim long tôi trước giờ đều là đường đường chính chính làm người, loại chuyện này tôi căn bản không thể làm được. Anh sao lại chỉ tin lời nói một phía của thạch thắng lợi, sao biết hắn có phải là vô hãm tôi hay không? Trương Dương, Trương Dương, có phải vô hãm anh hay không thì bản thân anh biết rõ nhất vô duyên vô cớ tôi lại bắt anh tài trợ cuộc thi đấu bóng đá ngôi sao lần này à? Đoàn Kim Long trong lòng hoảng loạn, thì ra Trương Dương đã sớm biết y ở sau lưng xúi dục, nhưng lại không tính sổ với y, hôm nay cuối cùng cũng trở mặt, sen hắn muốn thanh toán cả nợ cũ lẫn nợ mới. Đoàn Kim Long hạ quyết tâm, chuyện này đánh chết cũng không thể thừa nhận, y giang tay ra, nói chủ nhiệm Trương, anh cứ khăng khăng đổ lỗi cho tôi thì tôi cũng đành chịu, chuyện đó đã qua rồi, Chúng ta hôm nào gọi Thạch Thắng lợi tới ba mặt một nhời nói cho rõ ràng, còn chuyện đêm nay thì sao?" Trương Dương cười nói, "Chuyện đêm nay ư? Anh thu nhận phụ nữ bán dâm, chỉ tội này thôi cũng đủ để đóng cửa Hải Thiên của anh rồi." Đoàn Kim Long tức giận nói, "Chủ nhiệm Trương, đó đều là fan hâm mộ điện ảnh, khách sạn của chúng tôi không có vấn đề gì cả, nếu không phải anh kéo đám ngôi sao Hong Kong đó tới đây, căn bản sẽ không xuất hiện chuyện như vậy." Trương Dương nói, "Anh cho tôi là thằng ngu à?" Đám nữ nhân đó là loại hàng gì chẳng lẽ tôi không nhìn ra? Hiện tại lại còn đổ ngược lên người tôi, anh lớn gan lắm." Đoàn Kim Long nói, "Không phải anh cứ nói cái gì thì là thế nấy. Anh lấy ra chứng cứ đi, anh nói tôi chứa chấp gái mại dâm, anh lấy ra chứng cứ đi." Trương Dương nói, "Đoàn Kim Long, tôi cho anh một cơ hội, tự mình cuốn gói khỏi Hải Thiên, nếu anh không đi, tôi sẽ khiến anh không thể nào ở lại được Nam Tích nữa." những lời này của trương dương kiêu ngạo đến cực điểm đoàn kim long nghe thấy vậy lửa giận trong lòng lập tức dâng lên y đối với trương dương đã nhường nhịn thêm lần nữa nhưng điều này không đổi lại được sự lượng thứ của đối phương trương dương ngược lại biểu hiện càng khí thế bức người hơn đoàn kim long vỗ bàn thật mạnh nói trương dương anh đừng tưởng mình là cán bộ cấp chính ban rồi ỷ thế hiếp người nam thích không phải do anh định đoạt tôi mở cửa làm ăn thì đắc tội với anh ư sao anh cứ năm lần bảy lượt đối nghịch với tôi cho rằng tôi dễ khi phụ lắm ư? Trương Dương lạnh lùng cười nói, Đoàn Kim Long, vốn tôi cũng không định khi phụ anh, bởi vì anh không đáng, nhưng anh cũng đừng nên chọc tôi, là chính anh muốn chết, anh còn oán ai? Đoàn Kim Long nói, anh thích thế nào thì cứ làm thế nấy, muốn bắt tôi đi, trừ phi anh giết tôi. Trương Dương nói, giết anh ư? Anh xứng à? Xem ra Hải Thiên của anh không muốn làm ăn nữa rồi, có gan thì anh cứ ở lại, có tin tôi theo anh đến chết không? Đoàn Kim Long căm tức nhìn Trương Dương, y lắc đầu nói, tôi không tin anh làm gì được tôi. Trương Đức Phóng cũng tự mình tới Hải Thiên, là Trung Hải Yến thông chi cho y, sau khi nghe thấy tin tức này Trương Đức Phóng lập tức ý thức được rất phiền toái, phải tới Hải Thiên một chuyến, tranh thủ khống chế tình thế, nếu chuyện này ẩm ý ra ngoài, Hải Thiên khẳng định gặp phiền toái, nếu Hải Thiên gặp phiền toái, y cũng sẽ có phiền toái trương đức phóng vừa mới tới trước cửa văn phòng của đoàn kim long thì nghe thấy bên trong có tiếng cãi nhau y nghe thấy những lời dọa dẫm của trương dương cũng nghe thấy tiếng hò hét không phục của đoàn kim long trương đức phóng đẩy cửa phòng đi vào y cười nói làm gì vậy nửa đêm rồi mà sao còn lớn tiếng thế đoàn kim long nhìn thấy y tới thở dài không nói gì nữa trương đức phóng đi tới bên cạnh trương dương vỗ vai hắn nói lão đệ cậu mang tới phiền phức cho tôi rồi Trương Dương mỉm cười nói, Trương Cục, có phải có người báo cảnh sát không mà ngài phải tự mình xuất cảnh? Trương Đức Phóng nghe ra ý tứ trào phúng trong lời nói của hắn, cười cười bảo, không có người chết, không có phạm tội, tôi lần này là để hòa giải, không phải vì xuất cảnh. Trương Dương nói, hòa giải, cho tôi và hắn ư. Trương Đức Phóng nói, Trương Dương, cậu là lão đệ của tôi, lão đoạn cũng là bạn tốt của tôi, tôi thực sự không muốn nhìn thấy hai người căng thẳng như vậy, có chuyện gì mà không thể nói cho thông chứ. Đều nể mặt tôi đi, chuyện hôm nay mọi người đừng nhắc tới nữa. Trương Dương nói, Trương Cục, không phải tôi không nể mặt anh, ông chủ đoạn này ở sau lưng tôi dở trò, anh chắc cũng hiểu tôi, tôi hận nhất chính là ở sau lưng có người chơi âm mưu quỷ kế với tôi. Đoàn Kim Long nói, dục ra chi tội, anh muốn chơi tôi, kiểu gì mà chẳng có lý do. Trương Đức Phóng nói, lão đoạn, anh đi nghỉ đi, để tôi và chủ nhiệm Trương nói chuyện giếng. Đoàn Kim Long đối với Trương Đức Phóng cũng là nói gì nghe nấy, y đứng dậy bỏ đi, để Trương Dương và Trương Đức Phóng ở lại văn phòng. Trương Đức Phóng đứng dậy đi tới ngồi xuống vị trí vừa rồi của đoàn Kim Long, nhìn Trương Dương thở dài nói, lão đệ, chuyện đêm nay nếu làm ẩm ý lên thì có lợi gì cho cậu? Trương Dương nói, Trương Cục, anh khuya như vậy còn tới là muốn đứng ở phía tôi hay là đứng ở phía đoàn Kim Long? Trương Đức Phóng ngây ra một thoáng, trong những lời này của Trương Dương tràn ngập ý tứ tối hậu thư, sau khi tới Nam Tích, y phát hiện Trương Dương trở nên càng ngày càng cường thế, quan hệ giữa bọn họ cũng càng lúc càng xa cách. Mỗi lần khi hắn gọi Trương Dương là lão đệ, trong lòng đã hiểu rõ sự xa cách này, mà Trương Dương ngay từ đầu đã gọi y là Trương Cục Trương Cục. Trương Đức phóng ra mặt vì Hải Thiên cũng là chuyện bất đắc dĩ, y nhận không ít lộc lá từ đoàn Kim Long, cầm tiền của người ta thì phải giúp người ta giải nạn, đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa, Trương Nước Phóng cười nói, tôi không đứng ở bên nào cả, cả hai đều là bạn tốt của tôi, tôi không giúp cả hai bên, tôi tới đây chỉ là để luận chuyện. Trương Dương, chuyện là do đám ngôi sao Hong Kong đó gây ra, bọn họ lợi dụng tâm thái theo đuổi ngôi sao của fan hâm mộ, lừa fan nữ lên giường, chuyện này không liên quan gì tới việc kinh doanh của Hải Thiên à? Hả. Fan nữ ư? Trương Dương bật cười, ai nói là fan nữ? Trương Cục, anh dám nói tối nay tất cả nữ nhân này đều là fan nữ không? không phải là Hải Thiên chứa chấp gái mại dâm ư? Trương Đức phóng cố ý nghiêm mặt nói, "Trương Dương, không thể ăn nói lung tung được, Hải Thiên là khách sạn cấp 5 sao, rất quy củ." Trương Dương nói, "Quy củ hay không quy củ, trong lòng chúng ta đều rõ, người ngay không nói lời giả dối, tôi khó chịu đối với Đoàn Kim Long cũng không phải ngày một ngày hai, lần trước quan chỉ tình tới đây ăn cơm, y xúi dục Thạch Thắng lợi, bảo Thạch Thắng lợi đi chiêu ghẹo quan chỉ tình, chế tạo mâu thuẫn giữa tôi và hắn." cho nên tôi mới tìm y đòi 30 vạn đồng tiền tài trợ. Món nợ này tôi vốn định để một thời gian nữa mới tính toán với y, nhưng tối nay y lại dở trò đó với tôi, nữ nhân đó may mà không chết. Nếu chết rồi, không biết sẽ có bao nhiêu người xui xẻo, tôi biết quan hệ giữa anh và y rất tốt, trong lòng cũng rất muốn che chở cho y. Trương nước Phóng bị Trương Dương vạch trần, xấu hổ cười cười, trong lòng mắng thầm đoàn Kim Long, thật sự là đồ không biết sống chết, Trương Dương là ai chứ? đoàn kim long anh chọc được ư không ngờ dám xúi dục thạch thắng lợi đối nghịch với trương dương thế này không phải là tự mình tìm chết ư trương đức phóng nói lão đệ tôi và hắn có thế nào thì cũng không bằng được tình bạn giữa hai chúng ta trương dương gật đầu nói đoàn kim long phải đi bắt y giao hải thiên gia chuyện này tôi từ nay về sau không truy cứu nữa nếu y vẫn kiên trì không giao đừng trách tôi không nể mặt anh trong lòng trương đức phóng trầm xuống Y không ngờ Trương Dương lại nhìn chúng Hải Thiên, không chỉ như thế còn muốn đuổi đoàn Kim Long đi, căn bản là muốn đuổi tận giết tuyệt. Hải Thiên chẳng những có lợi ích của đoàn Kim Long mà cũng có quan hệ mật thiết với lợi ích của Trương nước Phóng, hiện tại Trương Dương muốn nhúng tay vào đây. Trương Đức Phóng nghĩ tới thôi là đau lòng, Y cười cười khuyên nhủ, lão đệ, làm gì cũng đừng tuyệt tình quá, đoàn Kim Long khó khăn lắm mới kinh doanh Hải Thiên được đến quy mô hiện giờ, cậu bảo hắn giao Hải Thiên ra, chẳng khác nào cắt đứt tài lộ của Y như vậy không tốt đâu. Hay là để tôi bảo hắn lấy ra ít tiền để bồi thường chuyện tối nay, cậu thấy thế nào? Trương Dương lắc đầu nói, Trương Cục, Hải Thiên ở bên ngoài có danh tiếng gì, trong lòng anh chắc rõ hơn tôi, tàng ô nạp cấu, kinh doanh hỗn loạn, tôi không biết đoàn Kim Long và anh có quan hệ gì, nhưng loại người này căn bản không dứng để tiếp tục kinh doanh ở đây, tôi đã sai người điều tra tình huống của Hải Thiên rồi, tòa nhà này y chỉ nhận thuê, còn có hợp đồng 5 năm, Tôi bảo y đi trước, chẳng khác nào cho y một đường lui, nếu y tiếp tục ở lại chỗ nào, tôi dám cam đoan, tôi đảm bảo sẽ khiến y không có đường về." Trương Đức phóng nói, "Lão đệ à lão đệ, chuyện này tôi không làm chủ được, hay là tôi thương lượng với hắn nhé." Trương Dương nói, "Con người tôi vốn không được kiên nhẫn lắm, tôi cho y thời gian 3 ngày, nếu vẫn chưa cho tôi một câu trả lời rõ ràng, vậy thì đừng trách tôi không cho y cơ hội." Chương 574, Bạo tẩu 1 Đoàn Kim Long nghe Trương Đức Phóng thuật lại xong, lập tức kích động hét lên, dựa vào gì? Đoàn Kim Long tôi khổ cực kinh doanh lâu như vậy mới đưa Hải Thiên tới cục diện như hiện nay, tôi vì sao phải nhượng cho hắn? Hắn muốn bắt tôi đi ư, không có cửa đâu, tôi phải kiện hắn, kiện hắn dùng quyền chức ỷ thế hiếp người. Trương Đức Phóng lườm đoàn Kim Long liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, loại người như anh căn bản là không đáng được đồng tình, biết rõ Trương Dương không dễ chọc, anh tại sao lại xúi dục thạch thắng lợi đi chiêu gẹo quan chỉ tình. Tôi không, đoàn kim long hữu khí vô lực biện bạch. Trương Đức Phóng nói, anh có làm hay không thì trong lòng chúng ta đều hiểu, tôi cũng lấy làm lạ. Lúc ấy Trương Dương vì sao muốn bắt anh xuất ra 30 vạn, thì ra hắn sớm đã biết anh ở sau lưng phá dối. Anh cho rằng thạch thắng lợi là nhân vật lợi hại, có thể chỉnh được Trương Dương, giúp anh chút giận ư, anh chắc là không biết. Thạch Thắng lợi sau chuyện đã ngoan ngoãn chạy tới văn phòng của Trương Dương quỳ xuống trước mắt hắn. Đoàn Kim Long cũng nghe nói về chuyện này, có điều y cho rằng đều là lời đồn đại, trình độ đáng tin rất thấp, lần này chính miệng Trương Đức Phóng nói ra, chứng tỏ chuyện này là thật, đoàn Kim Long ở sâu trong lòng thầm dùng mình sợ hãi, thật ra từ lúc y phải móc ra 30 vạn đã hối hận rồi, chỉ vì nổi hứng nhất thời mà 30 vạn tiền mặt cứ vậy ra đi một cách hồ đồ, nhưng hiện tại mới phát hiện, mất tiền nhưng tai họa thì vẫn chưa hết. Trương Dương sớm đã biết rõ là có chuyện gì, ký khoản nợ này với y. Đoàn Kim Long nói, Trương Cục, chuyện đêm nay không trách tôi được, hắn căn bản chính là mượn cớ. Trương Nước Phóng nói, rồi bọ không bâu chứng nguyên vẹn, tật của bản thân anh thì anh tự mình biết. Đoàn Kim Long nói, là đám ngôi sao hạng hai đó quá ác liệt, gọi phục vụ vì sao không trả tiền. Trương Nước Phóng tức giận nói, anh còn có mặt mũi mà nói câu đó nữa à, tôi sớm đã nhắc nhở anh rồi, phải thu liếm một chút, vậy mà anh vẫn coi lời tôi nói như gió thoảng bên tai, có kiểu làm ăn như anh không? Một khách sạn cấp 5 sao bị anh làm cho thành ổ điếm rồi. Đoàn Kim Long không nói gì, ủ rũ thở dài. Trương Đức Phóng nói, nếu đã biết đám ngôi sao Hong Kong sống ở đây, vì sao không tránh họ rồi, vì sao còn để phiền phức xảy ra như vậy? Đoàn Kim Long nói, hiện tại sinh ý không dễ làm, tôi cũng bất đắc dĩ thôi, Trương Cục, anh cũng hiểu rõ mà, tôi kiếm tiền cũng không dễ dàng gì, các mặt đều cần phải chiếu cố. Trương Đức Phóng nghe thấy những lời này của đoàn Kim Long không khỏi có chút nổi giận, con mẹ nó, nói thế là sao? Anh đang uy hiếp tôi ư? Đoàn Kim Long nói, Trương Cục, lần này anh giúp tôi đi, Trương Dương hắn không chỉ là muốn chút giận, hắn muốn cả Hải Thiên, tôi khổ cực kinh doanh mới có được cục diện hôm nay, tôi nói sao cũng không thể dâng cho hắn được. Trương Đức Phóng nói, Trương Dương này không dễ nói chuyện đâu, Đoàn Kim Long, hắn có lợi hại hơn nữa cũng chỉ là chủ nhiệm ủy ban thể dục thể thao, huống chi hắn nói Hải Thiên cung cấp phục vụ mại dâm căn bản là không có chứng cứ. Trương Đức Phóng nói, anh tốt nhất đừng để cho người ta nắm được chứng cứ. Đoàn Kim Long nghe thấy những lời này của Trương Đức Phóng thì hiểu rằng còn có dư địa để bổ cứu, nói khẽ, ngài yên tâm, tôi đã bảo họ đuổi hết người đi rồi, đoạn thời gian gần đây sẽ không có sơ hở gì đâu. Trương Đức Phóng lấy hộp thuốc lá ra, đoàn kim long vội vàng đi đến châm thuốc cho y. Trương Đức phóng hít một hơi thuốc, phun ra một luồng khói, dựa vào sa lông, nửa đêm bị ép phải dậy, lúc này quả thực có chút mệt mỏi. Trương Đức Phóng nói, lão đoạn, cô gái nhảy lầu kia anh có biết là ai không? Đoàn Kim Long lắc đầu, y chỉ biết là cô gái đó không phải là người trong khách sạn của mình. Trương Đức Phóng nói, vừa rồi đã điều tra rõ thân phận của của cô ta, cô ta là cháu gái của Bộ trưởng Tuyên truyền Lương Tùng của thành phố chúng ta, tên là Lương Nguyệt Tinh, thần kinh có chút vấn đề, xem TV nhiều rồi mê cái tên khâu tử kiện đó, nghe nói khâu tử kiện theo đội bóng đá ngôi sao tới đây, cho nên tìm tới chỗ hắn xin chữ ký, không ngờ lại bị hắn dùng lời ngon tiếng ngọt lừa lên giường. Đoàn Kim Long trợn trừng hai mắt, y thật sự không biết chuyện này, Lý Nhí nói, anh là nói khâu tử kiện đã dụ dỗ cháu gái của bộ trưởng Lương lên giường. Trương Đức Phóng cười nói, còn không phải vậy à. Đoàn Kim Long nói, thế chẳng phải là càng phiền toái hơn ư, Bộ trưởng Lương là thường ủy của thành phố chúng ta, y nếu biết chuyện này khẳng định sẽ truy cứu. Nghĩ tới đây y càng thấy bấp an. Trương Đức Phóng nói, tôi nhớ lúc trước khi bị đau đầu, cắn hổ khẩu là có thể bớt đau, nhưng trên thực tế không hề giảm bớt mà chỉ càng đau hơn. Đoàn Kim Long có chút hiểu ra, Trương Đức Phóng là đang dạy y di rời mục tiêu, y nói khẽ, nhưng chuyện này Trương Dương gặp xui thì tôi cũng không có lợi. Trương Đức Phóng cười nói, người ngủ với Lương Nguyệt Linh cũng không phải là anh, khâu tử kiện cũng không phải là anh mời đến, bộ trưởng Lương theo lý thuyết sẽ không chút lửa giận lên đầu anh đâu. Đoàn Kim Long cân nhắc cẩn thận một chút, đề nghị của Trương Đức Phóng thật sự rất cao minh, Trương Dương Anh nói Hải Thiên tôi có phục vụ mại dâm, nhưng anh lại không có chứng cứ, Lương Nguyệt Linh và khâu tử kiện lên giường lại bị bắt quả tang, nhiều người như vậy đều nhìn thấy, chuyện này nếu làm ẩm ý lên, người khó xử là ủy ban thể dục thể thao hải thiên chúng tôi nhiều nhất chỉ phải gánh vác trách nhiệm quản lý không tốt nghĩ đến đây y gật đầu vậy phải làm sao trương đức phóng nói còn muốn tôi dạy anh nữa chắc trung hải yến mỏi mệt nằm trong lòng trương đức phóng nũng nịu nói em mệt chết đi được sớm biết thế này thì đã không đi đón tiếp đám khách hong kong này nữa khiến cho sức cùng lực kiệt phiền phức không ngừng trương đức phóng mỉm cười ôm vai trung hải yến kéo cô ta vào trong lòng mình hơn một chút nói khẽ cô gái đó đâu rồi Trung Hải Yến nói, đoàn Kim Long kiên trì đưa cô ấy đến đồn công an, anh nói xem hắn có phải là bị điên rồi không, biết rõ là cháu gái của bộ trưởng Lương rồi mà còn làm như vậy. Trương Đức Phóng nói, xem ra y là muốn chơi lại Trương Dương. Trung Hải Yến ôm cổ Trương Đức Phóng, nói khẽ anh nói thật với em đi, tối nay rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Trương Đức Phóng nói, Trương Dương bước đoàn Kim Long giao Hải Thiên ra, anh vốn muốn giúp hai người bọn họ hòa giải, nhưng không được xem ra mặt mũi của anh không đủ lớn trung hải yến giật mình nói trương dương muốn hải thiên ư vị khẩu của hắn cũng lớn thật đoàn kim long vất vả kinh doanh lâu như vậy mới có quy mô hiện giờ hắn khẳng định là sẽ không nguyện ý từ bỏ đâu trương đức phóng nói cho nên đoàn kim long quyết định cá chết lưới rách hắn muốn lấy chuyện của lương nguyệt linh ra làm to lên trung hải yến nói hắn làm như vậy chỉ sợ là thật sự phải giao hải thiên ra trương đức phóng mỉm cười nói giao ra đây chẳng phải là rất tốt ư mắt trung hải yến chớp chớp nhất thời hiểu rõ ý của trương đức phóng nói vị khẩu của em cũng không lớn như vậy sợ không nuốt được trương đức phóng cười ha ha nói ngay cả anh em còn nuốt được còn có gì mà không nuốt được tử quỷ nói linh tinh gì đó à a bộ trưởng tuyên truyền thị ủy lương tùng đêm nay không được ngủ ngon nửa đêm chị dâu y gọi tới nói cháu gái lương nguyệt linh bị đồn công an bắt nói là liên quan tới bán dâm, chị dâu vừa nói điện thoại vừa khóc, đại ca của Lương Tùng qua đời khi còn tráng niên, Lương Tùng luôn rất đau lòng vì đứa cháu gái này, đáng tiếc thần kinh của đứa cháu gái này lại không được bình thường, nhưng Lương Nguyệt Linh khi không lên cơn thì cũng giống tiểu thư khuê các, nhất là rất hiếu thuận với người chú Lương Tùng này. Năm trước khi Lương Tùng bị bệnh, cháu gái y luôn túc trực ở đầu giường chiếu cố y, so với con gái ruột còn hiếu thuận hơn, Lương Tùng nói sao cũng không tin cháu gái mình lại đi bán dâm những năm gần đây có sự chiếu cố của y nên chị dâu và cháu gái sống rất an định đều có công tác ổn định thu nhập cũng khá cháu gái cho dù không đi làm nhưng tiền lương vẫn không ít đây đều là năng lực của lương tùng cho phép sau khi nghe nói tới chuyện này cảm giác đầu tiên của lương tùng là rất kinh hãi sau đó là phẫn nộ y cầm điện thoại gọi cho trương đức phóng vì sao lại gọi cho trương đức phóng bởi vì lương tùng tuy rằng là bộ trưởng tuyên truyền thị ủy nhưng người bên dưới chưa chắc đã nhận ra y, hắn muốn bảo Trương Đức Phóng thả người. Trương Đức Phóng giả vờ thật sự kinh ngạc, lập tức đáp ứng cùng Lương Tùng tới đồn công an. Khi Trương Đức Phóng tới đồn công an hòa binh, nhìn thấy xe của Lương Tùng đã đỗ ở đó, y đẩy xe cửa xe vội vàng chạy xuống, bộ trưởng Lương, có chuyện gì vậy? Lương Tùng tức giận nói, anh còn hỏi tôi nữa à, tôi còn chưa thèm hỏi anh đó. Trương Đức Phóng, tôi nói cho anh hay, Tối nay cháu gái tôi nếu có ba giải hay ngắn gì, tôi sẽ tìm anh tính sổ. Trương nước phóng nhìn thấy Lương Tùng nổi giận đùng đùng như vậy, mừng thầm trong lòng, thầm nghĩ anh tìm tôi tính sổ ư. Chuyện này chẳng có liên quan gì tới tôi cả. Muốn tính sổ thì anh đi tìm tên ngôi sao Hong Kong đó và Trương Dương Ý. Nhưng ngoài miệng thì không dám để lộ ra vẻ đắc ý, dè dặt đi cùng Lương Tùng vào đồn công an. chương 575, Bạo Tẩu 2 Đi vào đồn công an liền nghe thấy tiếng khóc của Lương Nguyệt Linh, Lương Nguyệt Linh tối nay bị kích động, chỉ biết khóc, cảnh sát của đồn công an cũng không hỏi ra được nguyên cớ, lúc này cục trưởng Trương Đức Phóng, bộ trưởng tuyên truyền Lương Tùng cùng nhau đi tới. Lương Tùng nhìn thấy bộ dạng này của cháu gái lập tức nổi giận, chỉ vào mũi đồn trưởng đồn công an mắng, anh con mẹ nó có muốn làm tiếp nữa không? Muốn vụ oan giá họa ư? Đồn trưởng đồn công an không biết y, bị y mắng liền có chút ấm ức, tối nói này vị đồng chí này, chúng tôi không đánh cô ấy, anh nói chuyện cũng phải suy nghĩ tới hậu quả chứ. Lương Tùng giận dữ hết, Trương Đức Phóng, cách chức hắn cho tôi, con mẹ nó, anh xem cái đám thủ hạ của anh kia, làm ăn kiểu gì vậy. Trương Đức Phóng cười bồi, hung hăng chừng mắt nhìn lường tên đồn trưởng đồn công an kia một cái, tên đồn trưởng đồn công an này hiểu ý, biết rằng người ta là đại nhân vật, ngay cả cục trưởng cũng dám mắng. Lương Tùng nhìn thấy thần trí của cháu gái không tỉnh táo, chỉ biết ngồi khóc, mắt đỏ bừng cả lên, y ôm cháu gái, nghiến răng nghiến lợi nói, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Đồn trưởng đồn công an lúc này mới rụt rè nói, là như vậy, Lương Nguyệt Linh tối nay ở khách sạn Hải Thiên có quan hệ tình dục với một vị khách nhân Hong Kong, có người tố cáo cô ấy hiểm nghi bán dâm, cho nên... Anh đánh giám à, cháu gái tôi sao có thể bán dâm? Anh dám vỗ nhục sự thanh bạch của nó, có tin tôi kiện anh không? Lương Tùng tức giận đến nỗi mất đi lý trí, không nhịn được mà chửi ầm lên. Trương Đức Phóng vội vàng khuyên Lương Tùng bình tĩnh lại, nói khẽ, Bộ trưởng Lương, tôi thấy hay là trước tiên đưa cô ấy tới bệnh viện kiểm tra một chút, tinh thần cô ấy hình như có chút vấn đề. Lương Tùng mắt đỏ bừng nhìn Trương Đức Phóng nói, Trương Đức Phóng, anh hiện tại bắt ngay cái thằng Hong Kong khi dễ cháu gái tôi đó tới đây, tinh thần của cháu gái tôi không được bình thường, tôi hiện tại mang nó tới bệnh viện kiểm tra, nếu thật sự bị người ta xâm phạm, tôi sẽ tố cáo hắn tội hiếp dâm, anh hiện tại phải đi bắt người cho tôi. Trương Đức Phóng nghĩ thầm, tốt thôi, hôm nay có náo nhiệt để xem rồi, Bộ trưởng Lương phát huy rồi. Một đám ngôi sao Hong Kong bị vương chuẩn mắng cho một trận, có điều tối hôm đó bọn họ cũng không rời khỏi khách sạn Hải Thiên, đã chế thế này rồi cũng không thể đi đâu được nữa, không ai muốn tiếp tục ở lại Nam Tích, trận đấu bóng đá ngôi sao gì đó, hiện tại cho dù cho bọn họ tiền bọn họ cũng không đá. Người sợ nhất là khâu tử kiện, trong mắt hắn lên giường với một phen nữ cũng không tính là gì, nhưng tối nay suýt chút nữa thì xảy ra án mạng, may mà Trương Dương xuất hiện đúng lúc cứu được cô gái đó, hiện tại nghĩ lại vẫn thấy sợ, nếu cô gái đó chết, hắn cho dù người đầy là miệng cũng không thể nào nói rõ được. Khâu tử kiện trần trọng ở trong phòng, hắn định trời sáng sẽ rời khỏi Nam Tích, mặc kệ những người khác, nói gì hắn cũng sẽ không tiếp tục ở lại đây nữa. Khi đang nguyên man suy nghĩ thì cửa phòng bị gõ mạnh, Khâu tử kiện sợ tới mức suýt nữa từ trên giường lăn xuống, ai đó. Công an. Khâu tử kiện nghe thấy hai chữ công an sợ tới mức toàn thân không còn khí lực, ngay cả xuống giường cũng không xuống được, bên ngoài thấy cửa mãi không mở, một cảnh sát đi đến đá văng cửa phòng, cảnh sát nhân dân uy nghiêm xuất hiện ở trước mặt khâu tử kiện, tên mày rậm mắt to đứng giữa quát lớn, dẫn đi. Khâu tử kiện bị bọn họ từ trên giường lôi xuống, bẻ quạt hai tay, còng lại, khâu tử kiện lúc này mới phản ứng lại, lớn tiếng hét lên sao lại bắt tôi sao lại bắt tôi anh con mẹ nó còn hỏi được à anh bị hiềm nghi hiếp dâm con gái nhà người ta hiện tại theo chúng tôi về điều tra mấy cảnh sát còn mang cả chân ga và quần lót đã được Khâu Tử Kiện thay ra theo cùng đây đều là chứng cứ Khâu Tử Kiện bị lôi ra ngoài miệng không ngừng hò hét đám ngôi sao hong kong kia không ngờ không có ai ra xem náo nhiệt tối nay những gì xảy ra rõ ràng đã dọa cho họ sợ rồi không ai dám đi ra cả khi phiền phức chân chính thực sự ập tới, mọi người chỉ biết bo bo giữ mình, không ai muốn chủ động dính vào phiền toái. Vương Chuẩn mở hé cửa nhìn ra ngoài, thấy Khâu Tử Kiện bị người ta giải đi, vừa đi vừa hét, tôi không hiếp dâm cô ta, chúng tôi đều là tự nguyện lên giường, chúng tôi là tự nguyện. Một gã cảnh sát rút gậy cảnh sát ra vụt một cái vào mông Khâu Tử Kiện, tự nguyện cái rắm, tinh thần của cô gái đó không bình thường, anh không biết à. Vương Chuẩn nhìn thấy thảm trạng của Khâu Tử Kiện, không nhịn được liền nhắm mắt lại, y kêu thầm xong rồi, chuyện này truyền tới Hong Kong khẳng định sẽ trở thành tin tức hàng đầu được người ta chú ý. Dưới tình huống trước mắt, Vương chuẩn chỉ có thể nhờ Trương Dương giúp đỡ, Trương Dương nghe nói khâu tử kiện bị cảnh sát dẫn đi cũng cảm thấy có chút kinh ngạc, chuyện này theo lý thuyết không phải là cảnh sát quản, tối nay nhất định là một đêm không yên tĩnh, hắn cảm thấy chuyện này có thể có liên quan tới Trương Đức Phóng, khâu tử kiện này cũng không đáng được đồng tình. Nhưng đám người này dù sao cũng là Trương Dương mời đến hắn không thể bỏ mặc được. Trình độ phức tạp của chuyện này Trương Dương trước đó cũng không ngờ tới, Lương Nguyệt Linh là cháu gái của Bộ trưởng tuyên truyền Lương Tùng, hơn nữa phiền phức hơn là tinh thần của Lương Nguyệt Linh có chút vấn đề, điều này khiến tình cảnh của khâu tử kiện càng trở nên không ổn. Biểu hiện của Trương Đức Phóng ở trong điện thoại là lực bất tòng tâm, cảm thán nói, lão đệ, chuyện này tôi cũng không có cách nào khác, Bộ trưởng Lương nổi giận, kết quả kiểm tra của bệnh viện cũng có rồi, chứng cứ vô cùng xác thực, Lương Nguyệt Linh quả thực phát sinh quan hệ tình dục với Khâu Tử Kiện, Bộ trưởng Lương chuẩn bị khởi kiện Khâu Tử Kiện. Trương Dương, sao lại kéo như vậy, không ngờ lại là cháu gái của Bộ trưởng Lương, có điều chuyện này cũng không nghiêm trọng vậy chứ?" Trương Đức Phóng nói, "Không biết, nhưng tóm lại Bộ trưởng Lương sẽ không chịu để yên đâu, lần này y rõ ràng muốn kiện tới cùng, hiện tại thần trí của Lương Nguyệt Linh không tỉnh táo, ở bệnh viện chỉ biết khóc, vốn chuẩn bị đưa tới bệnh viện tâm thần." là bộ trưởng lương kiên trì cho nên mới ở lại bệnh viện nhân dân số 2 để trị liệu. Trương Dương nói, ai báo án? Câu này của hắn đã hỏi đúng chỗ mấu chốt. Trương Đức Phóng thở dài nói, lão đệ à, tôi đã nói từ trước rồi, chuyện này vẫn nên ém nhẹm đi là tốt nhất, giờ thì hay rồi, chuyện đã ẩm ý lên rồi, vấn đề đã xảy ra, muốn ém đi cũng khó. Trương Dương nói, tôi hỏi anh, rốt cuộc là ai báo án? trương đức phóng tránh nặng tìm nhẹ nói đồn công an khu trực thuộc bắt lương nguyệt linh đi thông chi cho người nhà tới nhận người đến cuối cùng mới biết được chú của cô ta là bộ trưởng lương bộ trưởng lương chửi cho tôi một trận ở ngay trước mặt tôi tỏ rõ thái độ phải tố cáo tên ngôi sao hong kong kia khâu tử kiện là tôi bắt tôi cũng là bị tình thế bắt buộc tôi không thể đắc tội với bộ trưởng lương được trương dương nói đồn công an khu trực thuộc là ai tới báo án đoàn kim long ư trương đức phóng nói tôi cũng không rõ lắm Chuyện này tôi lát nữa sẽ hỏi cho cậu, lão đệ à, tôi thấy cậu hiện tại tốt nhất nên nghĩ cách đối phó với bộ trưởng Lương đi, đám ngôi sao đó là cậu mới đến, y khẳng định sẽ tìm cậu tính sổ đó. Trương Dương cũng đoán ra được 78 phần, 89 phần 10 là phía Hải Thiên báo án, đưa Lương Nguyệt Linh đến đồn công an, mục đích bọn họ làm như vậy chính là chuyển hết áp lực lên người mình, Đoàn Kim Long cũng rất có thủ đoạn. Trương Dương đặt điện thoại xuống, Vương chuẩn quan tâm hỏi, sao rồi? Trương Dương nói, khâu tử kiện bị tình nghi hiếp dâm, đã bị cảnh sát giam giữ rồi. Vương chuẩn dùng mình sợ hãi cái này. Nghi thấy khâu tử kiện cũng ngoan uổng, mình tình điện ảnh và fan điện ảnh phát sinh loại chuyện này, cùng lắm cũng chỉ là ngủ với nhau một đêm, nói sao cũng không thể tính là hiếp dâm được, nhưng chuyện này lại vẫn xảy ra. Người là Vương chuẩn dẫn tới Nam Tích, xảy ra chuyện Vương chuẩn đương nhiên cũng khó tránh khỏi liên quan, Vương chuẩn nói, chủ nhiệm Trương, anh nhất định phải giúp hắn. Nếu thật sự bị phán tội hiếp dâm, tiền đồ vận mệnh của Khâu Tử Kiện sau này coi như đi tong. Vương Chuẩn thật ra cũng có tư tâm, Khâu Tử Kiện nếu thật sự phải ngồi tù, Vương Chuẩn y về sau ở trong giới giải trí của Hong Kong cũng khó mà lăn lộn được tiếp. Trương Dương nhíu mày nói, chuyện này tôi sẽ điều tra rõ ràng, cuộc thi đấu bóng đá ngôi sao chiều nay rất quan trọng, anh giúp tôi khẩn cấp mời người đến, trận thi đấu bóng đá nhất định không thể hỏng được. Vương Chuẩn gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng, chủ nhiệm Trương Người tôi sẽ mời cho anh, Lưu Đức Chính, Tịch Nhược Lâm, Thiên Vương Thiên Hậu gì đó tôi đều có thể mời tới cho anh, nhưng chuyện của Khâu Tử Kiện anh nhất định phải giải quyết giúp tôi, nhất định không thể để hắn gặp chuyện không may. Trương Dương lạnh lùng nói, anh bây giờ còn có tư cách để đề xuất điều kiện với tôi ư? Sớm biết rằng như vậy, anh vì sao còn lôi một đám diễn viên tuyến hai tới lẻ tôi? Hiện tại chuyện đã tới nước này, anh mới biết hối hận à? Vương Chuẩn không biết đáp lại như thế nào. Trương Dương vỗ vai y, nói, liên hệ mau đi, tất cả phí dụng hành trình tôi phụ trách toàn bộ, buổi chiều hôm nay trận bóng ngôi sao anh nhất định phải làm thật phong quang cho tôi, mặc kệ xảy ra chuyện gì, trước tiên cũng phải làm tốt chuyện này đã. chương 575, Bạo Tẩu 3 Vương chuẩn nói, nhưng khâu tử kiện. Trương Dương nói, anh yên tâm, tôi sẽ cố gắng cứu hắn. Trương Dương vừa đi làm đã bị phó thị trưởng Trần Hạo gọi tới, tới văn phòng của Trần Hạo, tình cảnh trước mặt đã dọa cho trương đại quan nhân sợ hết cả hồn bộ trưởng tuyên truyền lương tùng bí thư ủy ban kỷ luật lý bồi nguyên tất cả đều ở đây đại cục trưởng cục công an trương đức phóng cũng có mặt một đám mặt mày xanh lét sắc mặt rất khó coi lương tùng là đến tìm trần hạo tính sổ trần hạo hiện tại được phân quản thể dục thể thao trương dương là người của trần hạo oan có đầu nợ có chủ người mà y tìm đến trước nhất là trần hạo trần hạo nghe nói xảy ra chuyện lớn như vậy cũng sợ hãi vô cùng Gã được phân quản công tác thể dục thể thao, mông còn chưa ngồi ấm chỗ, Trương Dương liền mang tới cho gã một phiền phức lớn như vậy, Trần Hạo lập tức gọi Trương Dương tới đây. Còn Lý Bồi Nguyên, quan hệ của y và Lương Tùng không tồi, Lương Tùng gọi y tới đây là để chuẩn bị làm lớn một trận. Trương Dương vừa đi vào văn phòng của Trần Hạo, Trần Hạo đã nổi giận đùng đùng chất vấn, "Trương Dương, xem chuyện tốt mà cậu làm đi." Trương Dương nói, lời này của thị trưởng Trần là có ý gì? tôi đã làm chuyện tốt gì? Trần Hạo tức giận nói, cậu còn giả bộ hồ đồ với tôi à, cậu từ đâu tìm được một đám người như vậy? Ngôi sao cái gì chứ, tất cả đều là lưu manh, tội phạm. Trương Dương nói, thị trưởng Trần, có gì thì anh nói rõ ràng ra, chưa gì đã đẩy hết trách nhiệm lên người tôi, có phải là cảm thấy như vậy thì mình có thể thoát được liên quan không? Trần Hạo bị hắn nói cho giận đến nỗi mặt đỏ bừng, cậu có thái độ gì vậy? Lý Bồi Nguyên nói, cả hai bớt giận đi, việc gì mà phải như vậy mới sáng sớm mà chuyện dù sao cũng đã xảy ra rồi trước tiên nghĩ cách giải quyết đi cãi nhau có thể giải quyết được vấn đề sao lương tùng nói trương dương những ngôi sao hong kong này là cậu mời đến cậu đúng là có bản lĩnh đó trương dương nói bộ trưởng lương người thật sự là tôi mời đến ông muốn nói gì thì cứ nói ra đi lương tùng gật đầu nói khâu tử kiện đó cưỡng hiếp cháu gái tôi cậu có biết hay không Trương Dương nói, cháu gái ông tối hôm qua tới phòng của khâu tử kiện thì tôi biết, còn chuyện ướng hiếp gì đó thì tôi không biết. Lương Tùng sớm đã ôm đầy một bụng tức, Trương Dương nói như vậy, lửa giận lập tức trào ra, y tức giận nói, cậu nói thối lắm, cậu dám nói rằng cậu không biết ư. Trương Dương nói, Bộ trưởng Lương, tôi kính trọng ông là lãnh đạo là của tôi, cho nên tôi nói chuyện với ông cũng mang theo vẻ khách khí, cháu gái của ông xảy ra chuyện, ông tức giận cũng là điều mà tôi hiểu được nhưng thân là một vị lãnh đạo ông nên chú ý tới ngôn từ của mình ông nếu còn dùng cách đó để nói chuyện với tôi tôi sẽ không tiếp tục nói chuyện với ông nữa lương tùng tức giận đến mức mũi vẹo cả đi tức giận nói tôi chính là có thái độ đấy đấy tôi dùng ngữ khí này đấy tôi mắng anh thì sao chứ anh hại cháu gái tôi bị người ta cưỡng hiếp hiện tại điên điên khùng khùng tôi chưa đánh anh là còn nhẹ đấy trương dương cười lạnh nói tôi vốn là mang lòng xin lỗi tới đây bàn chuyện với ông nhưng loại thái độ của ông căn bản là không phân rõ phải trái. Khâu từ kiện đó tôi nhìn cũng không vừa mắt, có điều ông có bằng chứng chứng minh rằng hắn cưỡng hiếp cháu gái ông không, cháu gái ông là tự mình chạy tới phòng của hắn, hiện trường cũng không hề có dấu vết giấy rũa tranh đấu gì, theo pháp luật là phải chú ý chứng cứ. Lương Tùng vốn tự cho rằng mình là người bị hại, bụng đầy ủy khuất, y mắng người cũng là để phát thiết sự phẫn nộ trong lòng, nhưng gặp loại người như Trương Dương thì chẳng khác nào tự va vào vách tường, Trương đại quan nhân không hề sợ y, Lương Tùng tức giận chỉ vào Trương Dương định mắng. Lý Bồi Nguyên nhìn ra tình thế không ổn, vội vàng cản y lại, nói, Lão Lương, anh bình tĩnh, chuyện đã xảy ra rồi, chúng ta phải đối mặt với hiện thực. Lương Tùng ướt tới mức tay chân run rẩy, nhớ tới đứa cháu gái vẫn còn điên điên khùng khùng nằm trong bệnh viện, trong lòng y lại đau đớn vô cùng, cháu gái tôi. Tinh thần của nó có vấn đề, khâu tử kiện là tên súc sinh, sao có thể xuống tay với một nữ hài tử thần kinh có vấn đề chứ? Trương Dương nhìn thấy bộ dạng bi phấn của Lương Tùng cũng thấy không đành lòng, hắn nói khẽ, xin lỗi bộ trưởng Lương, chuyện này tôi sẽ điều tra rõ ràng, cô ta sẽ không bỏ qua cho bất kỳ một người xấu nào, nhưng cũng không thể bởi vì sự yêu ghét của bản thân mà bỏ qua chân tướng của sự việc. Lý Bồi Nguyên nói, vật chứng đã có rồi, hiện tại Nguyệt Linh đang kích động, được trị liệu ở bệnh viện, có một số việc chỉ có thể hỏi cô ta thì mới biết được. Lương Tùng lắc đầu nói, chuyện này tôi sẽ không để vậy là xong đâu. Nói xong y rời khỏi văn phòng. Trương Đức phóng một mực không nói gì, sau khi Lương Tùng đi rồi y mới thở dài nói, tinh thần của Lương Nguyệt Linh không bình thường, Khâu Tử Kiện sinh hoạt tình dục với cô ta, lần này hắn e rằng có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch tội. Trương Dương trầm mặc trong chốc lát, nhớ tới chuyện tối hôm qua, có chuyện hắn có thể kết luận, Khâu Tử Kiện tuy rằng không phải là tên tử tế gì, nhưng hắn khẳng định không cưỡng hiếp lương nguyệt linh hắn cũng không biết tinh thần của lương nguyệt linh có vấn đề khâu tử kiện trong chuyện này rất oan ức nhưng hiện tại lương tùng nhất định đòi khởi tố khâu tử kiện tình thế đối với khâu tử kiện khá là bất lợi trương dương cũng không thích khâu tử kiện chuyện sinh tử của hắn cũng không quan trọng nhưng nếu khâu tử kiện bị phán tội hiếp dân hắn tất sẽ phải gánh trách nhiệm liên đới đám người của thị lý sớm đã có ý kiến với hắn khẳng định sẽ không bỏ qua cơ hội ném đá xuống giếng trương đức phóng nhìn thấy bộ dạng mặt co mày cáu của trương dương trong lòng cảm thấy sảng khoái vô cùng trương dương có năng lực hơn nữa thì hiện tại cũng không nghĩ ra được biện pháp giải quyết trong chuyện này cậu đã chọc cho nhiều người tức giận đoàn kim long đưa lương nguyệt linh đến đồn công an tố cáo cô ta bán dâm chuyện này cũng sẽ đắc tội với rất nhiều người trương dương về sau khẳng định sẽ không bỏ qua cho y mà lương tùng cũng sẽ không tha cho đoàn kim long trương đức phóng thầm đắc ý chủ ý một hòn đá ném hai chim này của mình thật sự rất hoàn mỹ một đòn đả kích Trương Dương lại có thể đẩy đoàn Kim Long vào khốn cảnh. Trương Dương rất có khả năng sẽ bởi vì sự kiện này mà không gượng dậy nổi, mà đoàn Kim Long ở Nam Tích cũng sẽ lâm vào trong cục diện bị người người đòi đánh. Quyền quản lý Hải Thiên không lâu nữa sẽ rơi vào trong tay Trung Hải Yến, cái này cũng chẳng khác nào là rơi vào trong tay Y. Sau khi rời khỏi Lương Tùng sau khi rời khỏi, Trần Hạo cũng oán trách Trương Dương, chuyện cậu gây ra, cậu tự đi mà giải quyết. Gã vẫn trốn tránh trách nhiệm, trương dương nhìn gã với ánh mắt khinh bỉ xoay người bước ra khỏi cửa đi được vài bước thì nghe thấy lý bồi nguyên gọi hắn trương dương dừng chân lại chờ lý bồi nguyên đi tới nói khẽ bí thư lý lý bồi nguyên thở dài nói chuyện sao lại trở thành như vậy trương dương cười khổ nói người tính không bằng trời tính lý bồi nguyên nói bộ trưởng lương vừa rồi tình tự hơi kích động một chút có điều cậu cũng thử đặt mình vào hoàn cảnh của ông ấy để nghĩ một chút xem chuyện này nếu xảy ra với cậu, cậu có tức giận không? Trương Dương gật đầu nói, tôi hiểu, nhưng chúng ta cũng không thể không nói sự thật, giữa khâu tử kiện và Lương Nguyệt Linh liệu có phải là vậy không? Lý Bồi Nguyên nói, phiền toái là tinh thần Lương Nguyệt Linh không bình thường, lần này bị kích động, vẫn chưa biết lúc nào thì tỉnh táo lại, loại người như khâu tử kiện cũng không đáng được đồng tình. Trương Dương nói, tôi muốn đi thăm Lương Nguyệt Linh. Lý Bồi Nguyên nói, tôi cũng đang muốn đi, đi cùng luôn đi. Trương Dương gật đầu, có lý bồi nguyên đi cùng rất tiện, nhưng hắn vẫn có chút do so dự, mình đi liệu có tiện hay không. Hai người đi tới bệnh viện nhân dân số 2, Lương Nguyệt Linh trước mắt đang ở phòng bệnh khoa giám hộ thần kinh, vốn nên đưa cô ta tới bệnh viện tâm thần, nhưng Lương Tùng kiên chỉ đòi ở lại để trị liệu cho nên mới giữ lại. Trương Dương mua một bó carnation, lúc tới phòng bệnh giám hộ chỉ có mẹ của Lương Nguyệt Linh ở cùng, mẹ của Lương Nguyệt Linh là một người thật thà, chỉ biết ngồi đó khóc thư ký của Lý Bồi Nguyên giới thiệu với bà ta, vị này là bí thư Lý của Ủy ban kỷ luật chúng tôi, đặc biệt tới thăm con gái bà. Mẹ của Lương Nguyệt Linh chỉ nói một câu cảm ơn lãnh đạo đã quan tâm rồi lại bật khóc, con gái thần chí đến bây giờ vẫn chưa tỉnh táo, uống thuốc an thần mới đỡ hơn được một chút, nhưng sau khi thuốc hết tác dụng lại bắt đầu hò hét. Lý Bồi Nguyên sau khi trưng cầu sự đồng ý của bà ta, cùng Trương Dương đi vào phòng bệnh, nhìn thấy Lương Nguyệt Linh đang im lặng nằm trên giường bệnh, Lương Nguyệt Linh năm nay 27 tuổi, nhìn qua so với tuổi thực tế thì còn nhỏ hơn một chút, sắc mặt tái nhợt, tên ra có mấy vết sẹo cấu, có điều bộ dạng trông vẫn thanh tú đáng yêu. Trương Dương đặt hoa lên tủ ở đầu giường, xoay người lại nhìn khuôn mặt của Lương Nguyệt Linh, nhưng lúc này, Lương Nguyệt Linh bỗng nhiên mở bừng mắt. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 575